Chương 1, Thiên đế chi tử chuyển thế trùng sinh 1. Giang Trần cảm giác dường như trong đầu mình loạn thành một đoàn bột nhão, cảm giác này giống như là đang nằm mơ, nhưng nằm mơ thì không thể nào chân thật đến mức này được. Mỗi một tấc da thịt quanh thân, mỗi một khối xương cốt đều đau đớn không chịu nổi. Ta đã chết rồi sao? Đang chịu nỗi khổ luyện thân trong mấy tầng địa ngục sao? Trực giác đầu tiên của Giang Trần là cảm giác mình đã chết. Thế nhưng, sinh mệnh khí tức như có như không của thân thể, lại phảng phất đang nhắc nhở hắn, hắn còn sống. Cũng không biết cảm giác như vậy rằng có bao lâu, trong giây lát, Giang Trần cố gắng mở mắt ra, lại phát hiện mình nằm ở trong một bộ quan tài. Nằm ở trong quan tài, nói như vậy, mình là thật đã chết, Giang Trần lòng tràn đầy bi thương, đáng tiếc đáng buồn, Giang Trần ta thân là thiên đế chi tử, lại trời sinh thái âm chi thể, không thể tu luyện võ đạo. Dù có phụ hoàng luyện chế Nhật Nguyệt thần đan cho ta, để cho ta thọ cùng trời đất, kết quả thiên đạo hảo kiếp buông xuống, lại thành vướng víu của phụ thân cuối cùng tránh không được vận mệnh bỏ mình ồ kinh mạch của ta là chuyện gì xảy ra thậm chí có chân khí chạy tuy rất nhỏ không đúng cái này đây không phải thân thể của ta đây tuyệt đối không phải là nhục thể của ta ta trời sinh thái âm chi thể trong cơ thể làm sao có thể có chân khí du động hơn nữa nếu như ta đã chết trong cơ thể sao có thể có chân khí du động giang trần nằm ở trong quan tài đầu óc phảng phất có một dòng điện kích động mà qua đồng thời hắn cũng phát hiện bộ dạng thân thể nằm ở trong quan tài này căn bản không phải bản thân của hắn cái này đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì thân thể này của ai cái phát hiện ngạc nhiên này làm cho giang trần vừa mừng vừa sợ rất nhanh hắn ở trong thân thể này đọc đến một ít trí nhớ lưu lại chủ nhân thân thể này cũng gọi là giang trần chư hầu tri tử của đông phương vương quốc giang hãn châu tên là trùng tên nhưng điều này hiển nhiên không phải ta a à ta đường đường thiên đế chi tử, như thế nào thành chư hầu chi tử của vương quốc phàm tục? Trong đầu Giang Trần tràn ngập nghi vấn, chẳng lẽ ta thật sự đã ở trong chư thiên hạo kiếp chết đi? Cái này chẳng lẽ là chuyển sinh ký túc trong truyền thuyết? Chư thiên nghiền nát, luân hồi sụp đổ, theo lý thuyết ta ở trong hạo kiếp đã chết, không có khả năng vào luân hồi. Nói như vậy, ta thật sự chuyển sinh, trải qua mảnh vỡ ý thức của tiền nhiệm Giang Trần, Giang Trần rốt cuộc xác nhận sự thật này. Không thể tưởng được, kiếp trước ta là thiên đế chi tử, nhưng lại là thái âm chi thể không thể tu luyện. Sau khi chuyển sinh, thành chư hầu chi tử của vương quốc phàm tục, ngược lại đã có tư chất tu luyện. Cái này thật sự là thiên đại châm chọc A, à, chư thiên nghiền nát, trật tự băng diệt, giang trần ta kiếp trước sống trăm vạn năm, mặc dù cùng nhật nguyệt đồng thọ, nhưng hạo kiếp vừa đến, lại một chút bề bổn cũng không thể giúp. Thái âm chi thể, không thể tu luyện, sinh tử cuối cùng không thể tự chủ. Vận mệnh tựa như bụi đất, gió thổi liền tán nghĩ đến kiếp trước nhiều loại tao ngộ nghĩ đến kiếp trước phụ thân thân là thiên đế không tiếc hao phí thần nguyên vì hắn luyện chế nhật nguyệt thần đan để cho hắn dùng phàm thai chi thể được nhật nguyệt chi thọ giang trần không khỏi có chút thất thần hắn biết rõ kiếp trước kiếp này sinh tử biệt ly có lẽ là vĩnh biệt mặc dù kiếp trước hắn sống qua trăm vạn vế nguyệt mặc dù hắn có đại trí tuệ nghĩ đến thiên đế phụ thân cẩn thận chiếu cố liền lã chã rơi lệ hắn biết rõ chư thiên nghiền nát coi như là thiên đế, chỉ sợ cũng khó ở trong hạo kiếp may mắn thoát khỏi. Nhất niệm đến đây, Giang Trần không khỏi có chút bực mình. Bất quá, trong nháy mắt linh hồn của hắn xúc động kinh mạch, giống như một đạo lôi điện kích xạ linh hồn của hắn. Như là người cực khát gặp được một đám cam tuyền, trong kinh mạch, chân khí chậm rãi lưu động, tuy nhỏ yếu, nhỏ yếu đến cơ hồ muốn khô kiệt. Nhưng mà, đúng là một đạo chân khí yếu ớt này, lại như hỏa hoa nhen nhóm tánh mạng chi quang của hắn, đem những cảm xúc tiêu cực quét qua sạch sẽ, tu luyện, ha ha, tu luyện, chẳng bao lâu sau, đối với ta trời sinh thái âm chi thể mà nói, là một khái niệm xa xỉ hạng gì. Kiếp trước, ta không thể tu luyện, lại chưa từng hướng vận mệnh khuất phục. Hôm nay, ta chuyển sinh đạt được tư chất tu luyện, chẳng lẽ không phải vận mệnh chi môn mở ra cho ta một khe hở sao? Ta là thiên đế chi tử, trưởng quản thiên lang thư uyển trăm vạn năm, chư thiên điển tịch, ta không chỗ nào không duyệt, chư thiên pháp môn, ta không gì không biết một thân đan đạo tu vi càng là nổi tiếng chư thiên chỉ tiếc kiếp trước đầy bụng kinh luân một bụng lý luận không thể thực tiễn hôm nay được chuyển sinh tạo hóa đã có tư chất tu luyện giang trần ta càng có sợ gì có lý do gì cúi đầu nhận thua nghĩ đến đây giang trần lập tức cảm thấy rộng mở trong sáng những cảm xúc tinh thần sa sút kia cũng dần dần hóa giải không ít hắn cảm thấy lần này chuyển sinh có lẽ là vận mệnh chuyển cơ là đại tạo hóa của hắn đúng vậy Nguyên lai cái gọi là thân phận chư hầu chi tử của Giang Trần kia, từ góc độ địa vị kiếp trước của hắn đến xem, thật sự là nhỏ yếu đến không có ý nghĩa. Nhưng mà, thân phận lại thấp kém nhỏ yếu, có một điểm là hắn kiếp trước không có. Cái kia chính là tư cách tu luyện, tư cách tu luyện, tựa như một cái lệch trời, kiếp trước, hắn thân phận là cao quý, như cửu thiên long phượng, lại chỉ có thể ở phía sau nhìn người khác tu luyện. Kiếp này, hắn thân phận thấp kém, tựa như con sâu cái kiến đã có tư cách từ hàng dưới chót bắt đầu cất bước. Tu luyện chi đạo vô cùng vô tận chỉ cần có cơ duyên, kim lân ngộ phong, gặp gió có thể hóa rồng, con sâu cái kiến cũng đồng dạng có thể thiếu ngạo trời cao. Hôm nay, cơ duyên đến rồi, thiên đế chi tử, trưởng quản thiên lang thư uyển, trăm vạn năm tuế nguyệt, cơ hồ là đọc tận sách vở, kiến thức uyên bác. Nói hắn đầy bụng kinh luân, ý chí vạn tưởng cũng không tính khoa trương. Đầy mình lý luận, từ chư thiên, cho tới phàm tục, có thể nói không có lĩnh vực mà giang trần hắn chưa quen thuộc ở kiếp trước trong trăm vạn năm nhàm chán giang trần không thể tu luyện lại ưa thích dạy đồ đệ dùng đồ đệ làm thí nghiệm đem lý luận biến thành thực tế trăm vạn năm thời gian không biết sáng tạo ra bao nhiêu thiên tài cái gì là cơ duyên hắn chuyển sinh rồi mang theo trí nhớ của thiên đế tri tử nhận được thân thể chết oan của chư hầu tri tử giang trần kiếp trước ở trên người đồ đệ làm những thí nghiệm kia hôm nay rốt cục có thể tự mình thực hiện. Cái này là cơ duyên, nhất niệm đến đây, Giang Trần nhịn không được vạn phần kích động. Vừa lúc đó, một thanh âm vỡ tan thanh thúy, truyền vào trong tai của hắn, phảng phất có đồ vật gì đó bị rớt bể. chương 2, Thiên Đế Chi Tử Chuyển Thế Trùng Sinh hai. Loảng xoảng lang, Giang ưng, cha cho ta, không tiếc bất cứ giá nào, cha ra manh mối. Giang hãn hầu Giang phong hung hăng ném một cái bình trên mặt đất, đầy ngập lửa giận, chỉ hận không thể đem chọn vương đô thiêu hủy hầu ra thuộc hạ đã có một tia manh mối rồi giang ưng toàn thân hắc y cung kính nói tuy tiểu hầu ra ở trên việc tu luyện không dụng tâm nhưng dầu gì cũng là chân khí cảnh võ giả đối với thân thể hẳn là khống chế tự nhiên tuyệt đối sẽ không ngay cả một cái rắm cũng khống chế không nổi nói như vậy quả nhiên là có người dở trò để cho trần nhi tại tế thiên đại điển xấu mặt chọc giận quốc quân đưa tới họa sát thân ngữ khí của giang phong càng âm lãnh sáng nay tiểu hầu gia từng cùng mấy bằng hữu đi tùng hạc lâu ăn sớm thủ hạ đi tùng hạc lâu điều tra nhưng không có dấu vết nào bất quá thuộc hạ ở trong cơ thể tiểu hầu gia lại phát hiện thành phần tam tiếu tán tam tiếu tán sắc mặt giang phong lại trầm xuống tam tiếu tán này hắn làm sao có thể không biết vật ấy thông kinh khai lạc mặc dù không có tác dụng phụ gì lại có thể để cho người nguyên khí trầm xuống thông qua các nơi trong cơ thể bài xuất quả nhiên nhi tử tại tế thiên đại điển đánh giám chọc giận quốc quân đại nhân, cũng không phải là vô duyên vô cớ phóng. Tất nhiên là được tam tiếu tán ban tặng, xem ra, việc này quả thật không phải ngẫu nhiên, mà là âm mưu sớm có an bài. Giang Phong với tư cách một phương chư hầu, hơi chút liên tưởng, liền suy đoán ra một ít kết luận. Hầu ra, đây là danh sách người sáng nay cùng tiểu hầu ra ăn sớm. Đều là một ít chư hầu chi tử, muốn tra rõ ràng ai dở cho quỷ, lại có chút khó khăn rồi. Giang ưng là tâm phúc của Giang Phong, trợ thủ đắc lực nhất, cũng là thuộc hạ trung thành nhất. Cha, cha cho bản hầu, dù vứt bỏ chư hầu lệnh, cho dù thịt nát xương tan, Giang Phong ta cũng tuyệt không thể ngồi xem tang tử chi thù này. Cái gì quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Những luận điệu cũ dích này, ở Giang Phong giờ phút này xem ra, đều là chó má. Giang Phong tổ đại đều là trung thần, nhưng lại không phải ngu trung. Ngẫm lại Giang ra mấy đời người bán mạng cho đông phương vương tộc, thủ ngự biên giới, tận trước tận trách, mấy đời người máu tươi chiến công, mới lấy được một miếng chư hầu lệnh như vậy. Kết quả con trai độc nhất của hắn, lại bị trượng đánh chết. Quân bất nhân, thần bất nghĩa, cùng lắm thì, phản, vừa nghĩ tới quốc quân Đông Phương lộc hạ lệnh trượng giết Giang Trần, nghĩ tới biểu lộ nhìn có chút hả hê của mấy lộ chư hầu cùng Giang phong hắn xích mích, lại quay đầu nhìn như tử nằm ở trong quan bị đánh không thành hình người. Ngực Giang phong giống như đè nén một ngọn núi lửa, tùy thời muốn phun ra chỉ hận không thể lập tức trở về lãnh địa, đem hơn 10 vạn tinh binh sát nhập vương đô, giết máu chảy thành sông. Mà Giang Trần ở trong quan tài, nghe được đoạn đối thoại này, kết hợp thân thể lưu lại trí nhớ, đại khái đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, chủ nhân thân thể này, tại Thế Thiên Đại Điển, phạm lỗi thả một cái rắm Mà Thế Thiên Đại Điển này, chính là Tế Tự Thánh Điện cấp bậc cao nhất cả nước, là quốc quân cùng 108 lộ chư hầu cả nước cộng đồng tham dự, vị ái nữ của quốc quân Đông Phương Lộc Cầu Phúc. Trước khi loại tế tự đại điển này tiến hành, quốc quân cùng chư hầu đều sớm làm rất nhiều chuẩn bị. Trai giới tỉnh sinh, tắm rửa thay quần áo, dâng hương hun thảo. Nói ngắn lại, cả đám đều thu thập sạch sẽ, gắng đạt tới thập toàn thập mỹ đến cảm thiên động địa, từ đó đạt tới hiệu quả tế thiên cầu phúc. Vốn, hết thảy chương trình đều tiến hành thập phần thuận lợi. Thế nhưng mà, ngay thời điểm quốc quân cùng chư hầu phủ phục lặng im cầu nguyện, cái rắm của Giang Trần lại cực kỳ chói tai vang lên. Phải biết rằng, khâu phủ phục cầu nguyện là quá trình long trọng nhất trong tế thiên ở trong quá trình này cần mọi âm thanh an tĩnh lặng ngắt như tờ như thế mới có thể thông thần minh gặp thành kính thế nhưng mà giang trần đánh rắm lại phá vỡ lặng im phá vỡ trang trọng ai cũng biết cái rắm chính là mùi hôi theo hậu môn ra đó là vật thập phần xui xẻo bình thường thì cũng thôi nhiều lắm là ngừng thở nhịn một chút liền trôi qua rồi kết quả giang trần đánh rắm vừa thối lại vang có thể nói là trần trụi khinh nhờn đối với thần linh A. Thần quan chủ trì tế tự đại điển nghe được cái giám này, quá sợ hãi, coi như một cái giám này bắn đổ trụ trời, thiên muốn sụp xuống, tại chỗ chửi ầm lên. Bởi như vậy, quốc quân Đông Phương Lộc cực kỳ thương yêu con gái giận tím mặt, sơn hà biến sắc. Trực tiếp mang giang trần xuống, tươi sống đánh chết, mặc dù như vậy, nộ khí của Đông Phương Lộc còn không có tiêu hết, hạ lệnh muốn đem giang trần phơi thây đầu tường, cho chó ăn thi thể nếu không phải một ít triều thần cùng chư hầu khuyên can nói loại hành vi phơi thây này có thương tích phong hóa tổn thương số mệnh vương quốc chỉ sợ giang trần ngay cả thi thể nguyên lành cũng không có thông qua trải vuốt giang trần cuối cùng đem chân tướng sự tình lý giải rõ ràng cũng biết nguyên nhân cái chết của tiền nhiệm giang trần tốt ga xem ra tiền nhiệm giang trần này chết thực oan phóng một cái rắm liền rước lấy họa sát thân đông phương vương quốc quốc quân kia thật là kỳ hoa tế thiên đại điển ha ha ta thân là thiên đế chi tử duyệt tận chư thiên lại chưa nghe nói qua tắm rửa thay y sau đó đốt vài cây hương liền được ông trời phù hộ thiên đạo tự động chính nghĩa thì được ủng hộ vô đạo thì thiên phạt ai mà thôi nói như thế nào thì cũng nhờ quốc quân bạo ngược này giết giang trần coi như là thành toàn ta a à. giang trần thở dài một hơi hắn nằm ở trong quan tài cũng cảm khái ngàn vạn đối với tiền nhiệm giang trần cảm thấy bi ai bất bình lại vì mình chuyển thế trùng sinh mà mừng thầm chỉ là vừa rồi hai người kia đối thoại hắn cũng nghe được nhất thanh nhị sở một cái trong đó tự nhiên là phụ thân của tiền nhiệm giang trần chính xác ra là phụ thân hiện tại của hắn chứng kiến phụ thân ở kiếp này bởi vì chuyện của con nổi trận lôi đình tùy thời chuẩn bị tạo phản giang trần không khỏi ấm áp loại sùng nịch này để cho hắn kiếp trước kiếp này giống như đã từng quen biết không thể tưởng được kiếp trước kiếp này ta thậm chí có may mắn đồng dạng đều có một phụ thân bao che khuyết điểm Giang hán hầu này thân là một phương chư hầu, vì báo tang tử chi thù, vậy mà không tiếc tạo phản. Ngược lại là một nam tử tâm huyết, có lẽ thân thể này cùng Giang Phong có huyết nhục tương liên, Giang trần đối với phụ thân Giang Phong, cảm giác đầu tiên là phi thường thưởng thức. Ít nhất, đây không phải một thần tử khúng núm, chỉ biết ngu chung. Đương nhiên, Giang Trần tự nhiên sẽ không để cho sự tình hướng tạo phản phát triển. Chương 3, phụ thân bao che khuyết điểm bạn bè nghĩa khí một. Chư hầu trinh phạt quốc quân, thống khoái là thống khoái, nhưng đứng ở trên đại thế đến xem, cơ bản là một con đường chết. Đừng nói trước mắt Giang Phong không phải ở lãnh địa của mình. Dù tính toán tại lãnh địa của mình, tính toán thống binh trăm vạn, dùng nội tình chư hầu đối kháng toàn bộ vương quốc, cái kia không thể nghi ngờ là thiêu thân lao đầu vào lửa. Giang Trần kiếp trước là thiên đế chi tử, đọc qua kinh điển, biết rõ đạo lý, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, tự nhiên sẽ không để cho phụ thân ở kiếp này đi làm loại chuyện ngu xuẩn kia kiếp trước hắn là thiên đế chi tử, đó là đúng vậy. Thế nhưng mà thân phận kiếp trước, đặt ở hôm nay lại là cái rắm Nếu phụ thân Giang Phong làm phản, tổ địa bị phá, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Giang Trần hắn thật vất vả đoạt xá chuyển sinh, cũng không muốn vừa tỉnh lại liền nghèo. Cho nên, chứng kiến phụ thân tùy thời có xúc động giết ra vương đô, Giang Trần nhịn không được, ân, một tiếng, phát ra một tiếng vang để cho cả người Giang Phong muốn hóa đá. Giang Phong xác thực cả người đều hóa đá rồi, con mắt khát khao nhìn chằm chằm vào Giang Trần nằm trong quan tài, lửa giận lập tức hóa thành tình thương nồng đậm. Tình thương của cha như núi, Giang Phong cơ hồ là nhào đầu về phía trước, một phát bắt được tay Giang Trần. "Trần Nhi, ngươi, ngươi không chết." Gương mặt là khuôn mặt xa lạ, nhưng phần tình thương này, kiếp trước kiếp này lại không sai biệt, để cho Giang Trần cảm thấy cực kỳ quen thuộc. "Phụ thân, liên lụy ngươi rồi." Giờ khắc này, Giang Phong hoàn toàn đắm chìm trong vui sướng ái tử mất mà được lại, đâu thèm nghĩ tới cái gì nữa hồ đồ ngươi là nhi tử của giang phong ta sao có thể nói liên lụy trần nhi ngươi không chết hết thải thuận tiện phóng cái rắm thì làm sao con gái đông phương lộc hắn bị bệnh bất trị tế thiên thì có gì dùng nếu như tế thiên có thể hết bệnh bất trị sao còn muốn thầy thuốc làm gì nói sau mệnh của con gái đông phương lộc hắn là mệnh nhi tử giang phong ta không phải mệnh sao hắn vì con gái bệnh tế thiên con của ta không cẩn thận thả cái rắm liền muốn trượng đánh chết sao Giang Phong một bụng oán khí, ở trước mặt nhi tử càng không chút nào che giấu. Đối với Đông Phương Quốc Chủ, cũng gọi thẳng kỳ danh. Nhìn ra, Giang Hán Hầu này thật sự nổi giận. Giang Trần rất khẳng định, nếu như Giang Trần hắn thật chết rồi, Giang Phong này nhất định sẽ phản. Đây là một người vì nhi tử, chuyện gì cũng dám làm. Có phụ thân như vậy, thật sự là không tệ. Trong nội tâm Giang Trần đối với phụ thân này ấn tượng tốt, lại tăng tiến không ít. Trần Nhi, người đừng sợ, người đã tỉnh lại, chỉ cần vi phụ còn một hơi, tuyệt sẽ không cho ngươi ăn nửa điểm thiệt thòi. Ta liền đi liên lạc những chư hầu quen biết, cùng nhau thượng thư, để cho Đông Phương Lộc hắn xá những tội danh bát nháo kia. Sơ bẩn tế đàn, dường oai thánh điện, khinh nhờn thần linh, phá hư tế thiên đại điển. Một đám tội danh này không đi, dù Giang Trần chết mà phục sinh, chuyện này phiền toái cũng sẽ liên tục không ngừng. Giang Trần cũng biết, ngày sau muốn ở Đông Phương Vương quốc lăn lộn, liền không thể lưng cõng tội danh, bằng không thì đi đến chỗ nào cũng là đại phiền toái phụ thân chưa tội danh cũng không vội hiện tại Đông phương ra hắn đang dưới cơn Thịnh nộ qua vài ngày nữa chờ hắn hết giận một tí lại đi cũng không muộn ta bị hắn đánh một lần hắn cũng không thể không muốn mặt quốc quân lại kéo ta đi đánh một lần nữa a à. muốn nói ứng đối cục diện trước mắt này Giang Trần có rất nhiều loại biện pháp bất quá Giang Trần cũng không nóng nảy hắn cần thời gian đến thích ứng thân phận này cũng cần thời gian đến quen thuộc bộ thân thể này Giang Phong đang muốn mở miệng nói cái gì, bỗng nhiên bên tai hơi động một chút, thấp giọng nói. Trần Nhi, người trước nằm xuống, có người đến. Giang Trần bất đắc dĩ, hắn chết mà phục sinh quá đột nhiên, để người trông thấy, đây chính là thiên đại tin tức. Phụ thân nói như vậy, hiển nhiên là để cho hắn tiếp tục giả chết. Được rồi, có quan tài yểm hộ, giả chết quả thực là chuyện đơn giản nhất thế giới rồi. Trần ca, người chết thật oan, tiếng bước chân còn cách rất xa, nhưng tiếng kêu khóc lại xuyên thấu rất mạnh nương theo tiếng kêu khóc, tiếng bước chân lăn đông 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 mới không ngừng tới gần. Xác thực là lăn A, người đến này, nói hắn là người, còn không bằng nói là viên thịt sẽ phù hợp. Tên mập mạp này, ngang dọc cơ hồ là đồng dạng. Toàn bộ dáng người bày biện ra vòng tròn rất hoàn mỹ, hình thành một viên thịt nhục cảm 10 phần. Đối với dáng người thể trọng này, bàn tử luôn luôn không cho là nhục, ngược lại còn cảm thấy quang vinh. Hắn từng tuyên bố, ở trong 108 lộ chư hầu truyền nhân, Hắn lòng son dạ sắt không coi là thứ nhất, thiên phú tài tình không coi là thứ nhất, nhưng muốn nói trọng tài thứ nhất, vậy là ai cũng đoạt không đi. Một người có thể dài thành như vậy đã không dễ, thập phần hiếm thấy, nhưng cha của hắn lại cho hắn một cái danh tự kỳ lạ hơn, gọi là Tuyên Hiên, một cái tên nữ nhân vị mười phần. Đằng sau bàn tử, còn đi theo hai thiếu niên niên kỷ không sai biệt lắm, nguyên một đám thần sắc cực kỳ bi ai, hiển nhiên đều là đến tế điện Giang Trần. Bàn tử một ngựa đi đầu, chen đến bên cạnh quan tài dùng tôn vị của hắn lách vào như vậy người phía sau cơ bản là gom góp không đến chỉ có thể đứng phía sau bàn từ một bên lau nước mắt một bên từ trong lòng ngực không ngừng đào lấy đồ vật đi ra hướng trong chậu đồng đốt tiền giấy ném trần ca đây là tranh minh họa người thích nhất nhục bồ đoàn trước kia là ta tàng tư không có cho ngươi mượn xem lần này ngươi đi để để ta không có người đồng đạo giữ lại cái đồ chơi này còn có ý gì lấy nó đốt cho ngươi người ở dưới không có việc gì có thể nhìn xem nhớ rõ, đừng keo kiệt như ta, chia sẻ mới là vương đạo A. Còn có, nơi này là một vạn lượng ngân phiếu, lần trước đệ đệ ta không có quản tốt nửa người dưới, lại để cho đầu nhỏ chỉ huy đầu to, sát thương cướp cò, ai ngờ không cẩn thận cô nương kia mang bầu. Việc này nếu để cho phụ thân ta biết rõ, tại chỗ có thể đánh chết ta, cuối cùng vẫn là trần ca ngươi cầm một vạn lượng giúp ta dọn dẹp. Một vạn lượng này một mực không kịp trả lại ngươi, bàn từ một thanh nước mũi một thanh nước mắt, càng khóc càng thương tâm, đốt hết đồ vật xong, vậy mà nằm dạp trên mặt đất, không ngừng nện đất, muốn bao nhiêu đau lòng có bấy nhiêu đau lòng a. À. Giang Trần yên tâm thoải mái nằm ở trong quan tài, không rên một tiếng. Hắn cũng muốn mượn cơ hội này quan sát biểu hiện của bằng hữu một chút. Chương 4, phụ thân bao che khuyết điểm bạn bè nghĩa khí 2. Không hề nghi ngờ, bàn tử tuyên hiên là một cái chân tình nhất. Trần ca A, đệ đệ ta không có bổn sự, bất quá lão nhân đông phương lộc kia giết ngươi, ta ở chỗ này thề, tương lai nếu như bàn tử ta kế thừa kim sơn hầu lệnh cả đời này tuyệt không vì đông phương ra hắn ra một binh một ngựa bàn tử nói đến đây quay đầu lại chừng mắt nhìn mấy cái sau lưng reo lên mấy người các ngươi là bạn bè của trần ca sao coi trần ca là huynh đệ sao nếu phải liền tới đây hướng linh vị thề một thiếu niên khỏe mạnh kháu khỉnh đứng ở sau lưng bàn tử kêu lên bàn tử chỉ một mình ngươi nghĩa khí sao hổ khâu hầu truyền nhân ta liền không bằng ngươi sao nói xong thiếu niên kia cũng bổ nhào tới linh vị trần ca hồ khâu nhạc ta cũng thể nếu như tương lai ta có thể kế thừa hồ khâu hầu cả đời này tuyệt đối không vì đông phương ra phát một binh một tốt hai người này phát thề còn lại thiếu niên mặc áo gấm kia đứng đấy trong lúc nhất thời cũng có chút chân tay luống cuống rồi dương tông người còn coi trần ca là huynh đệ hay không bàn tử thấy thiếu niên mặc áo gấm kia do dự tức giận quát ngươi đã quên thời điểm ngươi vừa tới vương đô bị nhi tử nhạn môn hầu yến nhất minh khi dễ may mà có Trần Ca giúp ngươi suốt đầu hay sao? Lần trước ngươi có một nhiệm vụ đào tạo linh dược không hoàn thành, có phải Trần Ca đem của hắn bổ sung cho ngươi hay không? Ngươi có biết, Trần Ca bởi vì cho ngươi một phần, thành tích vốn ưu tú bị định giá đạt tiêu chuẩn không? Bàn tử càng nói càng tức, cơ hồ muốn bắn lên tóm đánh thiếu niên mặc áo gấm kia. Tuyên bàn tử này mỗi nói một sự kiện, Giang Trần nằm ở trong quan tài trí nhớ liền càng phong phú một phần. Thời gian dần qua, hắn đã đem những người trong trí nhớ cùng trước mắt này hoàn toàn dung hợp. Thời điểm tuyên bàn tử tức giận, ngoài cửa bước nhanh tới hầu phủ quản gia. Hầu gia, quốc quân bệ hạ mang theo một ít đại thần cùng chư hầu, nói là đến đây thắp nén hương cho tiểu hầu gia. Sân hương, tuyên bàn tử lập tức phát hỏa, cái này tính là mèo khóc chuột sao, đánh chết người, thắp nén hương có thể vui sướng bỏ qua sao. Tuyên bàn tử xúc động, dù sao Giang Phong cũng là một phương chư hầu, không có khả năng đi theo dối rắm hôm nay nhi tử không chết, hắn cũng đang suy nghĩ lấy như thế nào giải quyết tốt hậu quả. Vô luận như thế nào, phải bảo trụ tánh mạng cùng địa vị của nhi tử. Đây là điểm mấu chốt của Giang Phong. Giang Phong rất rõ ràng, Đông Phương Lộc là vua của một nước, đánh giết chư hầu chi tử, là không có ái náy gì. Có thể làm đến vua của một nước, đối ngoại tuyệt đối là ý chí sắt đá. Hắn cái gọi là thắp nén hương, đơn giản là giảm mù sa mưa. Một tầng ý khác, là đến võ Giang Phong hắn, không nên hành động thiếu suy nghĩ. Hiển nhiên, Đông Phương Lộc không sợ Giang Phong ghi hận hắn, thậm chí không sợ Giang Phong phản hắn. Bất quá với tư cách vua của một nước, hắn không hy vọng loại sự tình này phát sinh. Dù sao nội loạn cùng một chỗ, nói không chừng sẽ dẫn phát cục diện dung chuyển gì. Dù sao, Giang Hãn Hầu ở trong toàn bộ Đông Phương Vương quốc, vẫn có vài phần nhân mạch. Bởi như vậy, Hầu Phủ liền náo nhiệt, chẳng những Đông Phương Lộc tự mình giá lâm, sau lưng còn theo một nhóm người bất quá người ngược lại không nhiều lắm, kể cả mấy lộ trư hầu cùng mấy đại thần tâm phúc, tổng cộng cũng chỉ 7-8 người. Kỳ lạ nhất chính là, con gái bị bệnh Đông Phương chỉ nhược của Đông Phương Lộc cũng tới. Không thể không nói, những quyền quý này mỗi một cái đều là diễn viên đỉnh cấp. Lên tới quốc quân, xuống tới chư hầu, nguyên một đám biểu lộ muốn nhiều bi thương, thì có bấy nhiêu bi thương. Phảng phất Giang Trần nằm ở trong quan tài là hài tử nhà bọn họ vậy. Giang Phong mặt không biểu tình, chỉ là lẳng lặng đáp lễ nếu liều hành động, vậy thì liều chứ sao? Đến thời điểm Đông Phương chỉ nhược dân hương, nhà đầu này thấp giọng nói. Giang Trần Đại ca, thực xin lỗi, đều là vì chỉ nhược bất tranh khí, để ngươi bị liên quan đến. Bất quá ngươi yên tâm, nếu như sau khi chết có một thế giới khác, chỉ nhược nhất định sẽ tự mình hướng ngươi xin lỗi. Đến đó, ngươi muốn đánh ta, mắng ta, như thế nào cũng được. Phụ vương tế thiên cũng là vì ta cầu phúc, cho nên, cái chết của ngươi, cũng là tội nghiệp của chỉ nhược hy vọng thượng thiên có thể xem minh bạch, đem tất cả tội nghiệt đổ lên người chỉ nhược. Không nên giận chó đánh mèo dân chúng vương quốc ta, không nên giận chó đánh mèo phụ vương ta. Tiểu nha đầu ngữ ra thành tâm thành ý, thanh âm nứt quáng, hiển nhiên trung khí có chút chưa đủ, nhưng lại nói dị thường chăm chú. Những lời này, làm cho nguyên một đám quyền quý trong lòng có chút hổ thẹn. Ngay cả tuyên bàn tử đối với đông phương vương tộc thống hận đến nghiến răng nghiến lợi, sau khi nghe cũng hận nàng không nổi. Ta nói chỉ nhược công chúa, người đã chết người nói những lời này cũng vô dụng nếu như người cảm thấy áy náy đến dưới đó liền làm vợ trần ca hắn còn sống không có tư cách làm phò mã sau khi chết hắc hắc đúng rồi trần ca thích nhất là loại mông lớn phương diện tư thế cơ thể nha hắn miệng thúi của tuyên bàn tử một khi mở ra liền không ngừng được những lời này của hắn để đông phương lộc cái mặt mập mạp chết bầm ngươi đây là nguyền rủa nữ nhi của ta nhanh chết sao những quyền quý kia lại cố gắng khống chế cơ bắp bộ mặt sợ bị tuyên bàn tử nói chọc cười lộ ra thất lễ giang trần nằm ở trong quan tài vốn là du nhiên tự đắc nghe tuyên bàn tử nói có xu thế khống chế không nổi nào còn nằm được hắn ngồi bật dậy mắng mập mạp chết bầm người để cho ta chết cũng chết không được phải không hắn vừa ngồi dậy hiện trường ngoại trừ giang phong tất cả mọi người đều hóa đá vẫn là bàn tử cách hắn gần nhất kịp phản ứng mừng rỡ nói trần ca người đây là xác chết vùng dậy hay là giả chết giả con em ngươi giả chết rất mệt a à, người giả một chút cho ta xem đông phương lộc thấy giang trần bỗng nhiên từ trong quan tài ngồi dậy sắc mặt ngưng tụ một người bên cạnh hắn lập tức quát giang trần người vậy mà giả chết đây là khi quân phạm thưởng tội chu di cửu tộc loài sung ngựa lên trước này bên người từng quốc quân đều không thiếu giang trần mặc kệ hắn thản nhiên từ trong quan tài bỏ ra ánh mắt bình thản nhìn về phía đông phương lộc bệ hạ giang trần may mắn còn sống thầm muốn hỏi một câu ngươi là định đem ta kéo ra ngoài trượng đánh chết một lần nữa hay là xá tội vô tâm của hạ thần trương nam đưa mặt đến cửa hung hăng mà đánh đông phương lộc là vua một nước bị ánh mắt của giang trần quét qua lại để cho nội tâm như bàn thạch của hắn có chút vì sợ mà tâm rung động phảng phất thiếu niên từ trong quan tài leo ra kia đột nhiên sinh ra một cỗ khí thế thấy không rõ sợ không được lại làm cho hắn kiêng kỵ hừ ta đường đường vua của một nước Há có thể chấp nhận với ngươi. Ngươi đã may mắn sống lại, coi như ngươi mạng lớn. Kỳ thật Đông Phương Lộc rất muốn bóp chết Giang Trần, nhưng mà lý trí nói cho hắn biết, vua một nước phải có độ lượng của vua một nước. Nếu lúc này lại ra tay với Giang Trần, đừng nói Giang Hãn hầu sẽ phản, bọn thủ hạ cũng sẽ cảm thấy hắn không đủ độ lượng, có thể mất nước. Bệ hạ, kẻ này xảo trá, vậy mà giả chết để đào thoát từ tội, tâm hắn bất kính a. À. Bản hầu xin bệ hạ xử lý, để Hiển thị Thiên Huy lại là cái nịnh hót vừa rồi kia. Lúc này Giang Hãn Hầu Giang Phong không nhịn nữa rồi, nhảy ra mắng to: "Thiên Thủy Hầu, người có ý gì? Vệ hạ đã nói không truy cứu, ngươi trên nhảy dưới tránh là muốn làm gì? Trong 108 lộ chư hầu của Đông Phương Vương quốc cũng không phải hòa hợp êm thấm. Thiên Thủy Hầu này cùng Giang Phong là đối thủ một mất một còn nổi danh." Thiên Thủy Hầu u ám cười nói: "Giang Phong, con của ngươi chết mà phục sinh, ngươi một chút cũng không kỳ quái." ta hoài nghi ngươi cũng tham dự vào việc khi quân, ta khẩn cầu bệ hạ phái người xâm nhập điều tra phụ tử Giang Thị, nếu như có tội, chu cửu tộc bọn hắn. Giang Trần thấy phụ thân đã ở vào biên giới bộc phát, lúc này cười ha ha, ánh mắt thú vị nhìn qua Đông Phương lộc cùng Đông Phương chỉ nhược mấy lần. Bỗng nhiên ung dung mở miệng, bệ hạ, muốn chu sát cửu tộc Giang gia ta rất dễ dàng. Cứu tánh mạng công chúa Điện Hạ trở về, chỉ sợ không dễ dàng như vậy a. À. Thân sắc của Đông Phương Lộc phát lạnh, Giang Trần, lời này của ngươi có ý gì cũng không có ý gì vừa rồi ở thánh điện bị đánh chết đi sống lại hốt hoảng tầm đó tựa hồ có thần nhân ở bên tai ta nói nhỏ lời nói này vừa vặn cùng bệnh tình của công chúa điện hạ có quan hệ nghĩ đến bệnh tình của công chúa ta không cam lòng cứ như vậy chết đi cho nên dẫy dụa sống lại nếu như bệ hạ cảm thấy giang trần ta đáng chết vậy bệ hạ liền đem ta đánh chết một lần a à. giang trần là người thông minh hắn biết nói chuyện như thế nào mới có thể treo lên khẩu vị của đối phương Lời nói này, tự nhiên là hướng chỗ ngứa của Đông Phương Lộc A. Đông Phương Lộc với tư cách vua của một nước, tàn bạo lãnh khốc, tính cách đa nghi. Nhưng mà làm một phụ thân, hắn đối với Đông Phương chỉ nhược lại coi như hòn ngọc quý trên tay. Nghe nói bệnh tình của con gái lại có thần nhân chỉ thị, lúc này cũng có chút động tâm rồi. Hắn tế thiên là vì cái gì, còn không phải là vì bệnh tình của con gái. Y dược đã bất lực, chỉ có thể gửi hy vọng ở thiên. Giang Trần, người nói là thật, Đông Phương Lộc coi như là vua của một nước, giờ phút này cũng khó tránh khỏi có chút tâm thần bất định. Dù sao người này vừa bị mình hạ lệnh đánh chết qua một lần a. À. Đối mặt vua của một nước, Hạ Thần không dám nói dối. Tốt, Giang Trần, người cứ mở miệng. Đông Phương Vương quốc Ta Phàm là có vinh hoa phú quý, chỉ cần ngươi nghĩ đến, chấm đều có thể cho ngươi. Chỉ cần ngươi có biện pháp trị liệu bệnh của chỉ nhược. Giang Phong có chút khẩn trương, hắn sợ Nhi tử Giang Trần sau khi bị đánh nhất thời xúc động phẫn nộ trêu đùa hí lộng quốc quân, kia sẽ phiền toái lớn hơn. Trần Nhi, người đối với y dược chi đạo biết không sâu. Bệnh của công chúa, thái y viện cũng không có đối sách, người há có thể chữa. Phụ thân yên tâm, hài nhi đối với y dược xác thực biết không nhiều lắm. Bất quá bệnh tình của công chúa, là thần nhân tương thác, chắc là sẽ không sai. Đông Phương Lộc cũng vội la lên, đúng vậy, đúng vậy, Giang Trần người cứ nói đừng ngại, dù nói sai, cũng sẽ thứ cho người vô tội. Nhưng nếu có thượng sách, hết thảy phong thưởng không nói chơi phong thưởng giang trần cũng không phải để ý cái này hắn cũng không có khả năng thật sự bàn điều kiện cùng vua một nước cò kè mặc cả kể công tự ngạo để các loại yêu cầu đó là tiết tấu tìm đường chết hôm nay giang trần lại biết cái gì gọi là tình thế hắn biết rõ lúc này tư thái càng thấp đối với mình bảo hộ càng lớn cò kè mặc cả có lẽ có thể được đến một ít phong thưởng nhưng một có thể sẽ làm đông phương vương tộc trở mặt hai sẽ để cho một ít chư hầu đỏ mắt, đưa tới các loại ghen ghét cừu hận. Nghĩ tới đây, Giang Trần lại nói, hạ thần thân là tội nhân, không dám yêu cầu phong thưởng gì. Chỉ cầu bệ hạ xá những tội danh trước kia của ta, như thế hạ thần nói chuyện làm việc, mới không còn nơm nớp lo sợ, lo lắng bị người bắt lấy tay cầm. Lần này lời vừa nói ra, mấy chư hầu cùng Giang Phong giao hảo đều nở nụ cười. Tiểu tử này ngược lại là rất biết nói chuyện, làm người làm việc, so với lão tử của hắn càng khéo đưa đẩy chu đáo xá tội danh của hắn, đây không phải là sự tình một câu của Đông Phương Lộc. Tốt, chấm ở trước mặt quần thần, đặc xá tất cả tội danh trước kia của ngươi. Từ nay về sau, ngươi vẫn là tiểu hầu gia của Giang Hãn Hầu Phủ, hết thảy công danh địa vị không thay đổi. Nếu như ai nhắc lại chuyện xưa, sẽ cùng Đông Phương Vương tộc ta là địch. Lời nói này của Đông Phương Lộc cũng có chút thể diện, chẳng những đặc xá lỗi, còn không cho người nhắc lại chuyện xưa. Điều này hiển nhiên là lôi kéo Giang ra, để cho bọn hắn không sinh ra tâm tạo phản. Giang Trần rất phối hợp lộ ra nụ cười sáng lạn, sau đó ngữ ra kinh người nói. Kỳ thật, công chúa Điện Hạ cũng không có bệnh gì. Lời này vừa ra, tại chỗ té xỉu một mảng lớn. Giang Trần này là tìm đường chết sao? Nói hơn nửa ngày, vậy mà nói công chúa không có bệnh. Không có bệnh tại sao có thể như vậy? Đông Phương Lộc cơ hồ có xúc động một cước đạp đến trên mặt Giang Trần. Nhưng lý trí vua của một nước nói cho hắn biết, phải tỉnh táo, dù tiểu tử này nói hưu nói vượn, cũng phải để hắn nói cho hết lời ta nói các ngươi nguyên một đám đây là cái biểu lộ gì a à? chẳng lẽ nói công chúa có bệnh các ngươi mới vui vẻ thiên thủy hầu cũng nhịn không được nữa nói giang trần tiểu tử người đây là trêu đùa hí lộng quốc quân chính mình muốn chết a à? giang trần sờ lên cái mũi bệ hạ ta đã nói qua ta là được thần nhân nhờ vả nói ra bệnh tình của công chúa hôm nay có người trên nhảy dưới tránh làm tức giận thần linh thần linh mất hứng a à nếu như phóng ở nơi khác đông phương lộc nhất định sẽ cho rằng giang trần đang giả thần giả quỷ chương sáu cái mặt này vẫn là chính người đánh đi một thế nhưng mà lúc này hắn không dám không tin thứ nhất việc này liên quan tánh mạng nữ nhi bảo bối của hắn thứ hai trượng đánh chết mà sống lại việc này nếu như nói không có lực lượng thần minh đông phương lộc hắn cũng không tin đám ngoan nhân dưới tay hắn kia hành hình hắn là rất rõ ràng chơi chết một người còn có thể thất thủ căn cứ vào hai điểm này Đông Phương Lộc không thể không tin, quát lớn. Thiên Thủy Hầu, người lui ra, bệ hạ, kẻ này tà thuyết mê hoặc người khác, Thiên Thủy Hầu nóng nảy, lui ra, quốc quân rất tức giận, Thiên Thủy Hầu ngoan ngoãn lui ra, hắn rất muốn chèn ép sang ra, nhưng không có nghĩa là hắn dám chống đối quốc quân. Bệ hạ, thần linh đại nhân rất tức giận, muốn người vừa rồi tự mình tát ba cái tát, mới bằng lòng mở miệng. Bất quá Thiên Thủy Hầu là một phương chư hầu, để cho hắn tự tát, há không phải làm khó sao lại nói lấy bệ hạ nhân đức làm sao có thể lệnh cưỡng chế chư hầu tự tát như thế liền phải xem thiên thủy hầu có tự giác hay không có thật chung quân ái quốc hay không nếu đổi lại ta không nói hai lời đừng nói ba cái tát dù ba mươi cái ta cũng không chút do so dự trước đánh rồi nói sau giang trần lời vừa nói ra quần thần theo đông phương lộc đến đều xì xào bàn tán có người cảm thấy giang trần là giả thần giả quỷ cũng có người cảm thấy đây có lẽ là thực đương nhiên không phải để cho bọn hắn tự tát mình nguyên một đám xem náo nhiệt tự nhiên không hề có áp lực. Ánh mắt thập phần chỉnh tề nhìn về phía thiên thủy hầu. Mà mấy người bên người thiên thủy hầu đều tự giác nhượng ra một ít không gian, rất xảo diệu cùng thiên thủy hầu giữ khoảng cách nhất định, đem thiên thủy hầu dọn ra. Đột nhiên, thiên thủy hầu cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, trong nháy mắt này, hắn bị ai phát hiện, tất cả đồng liêu bạn bè, vậy mà không có một cái nào dám đứng ra xin tha cho hắn, mình phảng phất bị toàn bộ thế giới cô lập. Lần này tới mấy chư hầu, đại đa số là theo chân thiên thủy hầu đến cổ vũ thanh thế, ý định đối với Giang ra bỏ đá xuống giếng. Thế nhưng mà lúc này, ai dám lên tiếng, ai lên tiếng biện hộ cho thiên thủy hầu, cái kia chính là cùng thần linh đối nghịch, cùng bệ hạ đối nghịch, không muốn bệnh tình của công chúa điện hạ khỏi hẳn. Lúc này đầu óc của tuyên bàn tử cũng chuyển qua, hắn trước sau như một đều là người xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, lập tức đi theo ồn ào. Thiên thủy hầu, người bình thường tự biên tự diễn, nói cái gì thiên hạ chư hầu luận lòng son dạ sắt, người sắp xếp thứ hai, không ai dám xếp đệ nhất. Hiện tại thời điểm khảo nghiệm người trung tâm đã đến, ngươi lại ra sức khước từ, cái này tính toán là chuyện gì xảy ra a? À? Thiên Thủy Hầu, vừa rồi ngươi trái một câu chu ta cửu tộc, phải một câu chu ta cửu tộc. Hôm nay cũng không phải chung ngươi cửu tộc, chỉ là tự tát ba cái, liền rút lui sao. Giang Trần tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội đánh chó mù đường, chật chật nói. Xem ra cái gọi là lòng son dạ sắt đệ nhất thiên hạ, là thiên thủy hầu bình thường biên ra trêu chọc mọi người đảm đương không nổi a à. thiên thủy hầu vốn là đến xem giang hãn hầu chê cười là tới bỏ đá xuống giếng nhưng cục diện trước mắt này chính hắn ngược lại thành cái đích cho mọi người chỉ trích thật sự là nằm mộng cũng nghĩ không đến a à. thiên thủy hầu rốt cuộc ở quan trường càng già càng lão luyện rất nhanh liền ổn định cảm xúc hiên ngang lẫm liệt nói lão thần đừng nói tự tát ba cái dù bệ hạ để cho lão thần hoành đao tự vận chỉ cần có lợi cho giang sơn xã tắc chỉ cần có thể vì bệ hạ phân yêu lão thần ngay cả lông mày cũng sẽ không nhăn giang trần tiểu nhi bản hầu vì bệ hạ phân yêu tự tát ba cái dễ dàng nhưng nếu như ngươi nói đùa lại như thế nào đúng vậy a à, nếu như tiểu tử này nói đùa chẳng phải là quân thần cao thấp đều bị hắn đùa bỡn giang trần ngữ khí lạnh lẽo thiên thủy hầu người có thể vũ nhục giang trần ta lại không thể khinh nhờn thần linh bệ hạ người này luôn miệng nhục mạ thần linh đã nộ bệnh tình của công chúa hạ thần chỉ sợ là bất lực rồi đông phương lộc nghe vậy chấn động trong nội tâm cũng nổi giận thiên thủy hầu ngươi lắm điều làm gì thực sự trung quân ái quốc như vậy tự tát ba cái chẳng phải xong việc sao tìm bậc thang tự mình đi xuống không phải tốt sao cần chấm phải tự mình mở miệng để cho chấm thành kẻ ăn hiếp hạ thần sao ý niệm đến đây đông phương lộc rất không vui lông mi có chút nhảy lên thiên thủy hầu cực kỳ am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện bỏ ra thời gian rất lâu nghiên cứu quốc quân hỉ nổ ái ố gặp lông nghi của đông phương lộc nhảy lên, đã biết bệ hạ động nộ. Cuống quyết, dùng xu thế xét đánh không kịp bưng tai, lốp ba lốp bốp liền quất mình bảy tám cái. Mỗi một cái đều rắn rắn chắc chắc, hắn biết rõ, đánh càng hung ác, mới có thể đánh tiêu nộ khí của bệ hạ. Một vòng bạt tai xuống, toàn bộ khuôn mặt hắn đều sắp biến thành đầu heo rồi. Một vòng tắt xuống, mọi ánh mắt lại lần nữa tập trung đến trên người Giang Trần. Giang Trần không chút hoang mang, cho người tắt ba cái, ngươi liền tát bảy tám lần là có ý gì trong nội tâm không phục sao ngươi là không phục thần linh ý chỉ hay là không phục bệ hạ mà thôi mà thôi loại sự tình này tạm thời miễn cưỡng tha thứ ngươi a à. hắn không so đo những đồng đảng của thiên thủy hầu lại không làm nổi trơ mắt nhìn thiên thủy hầu tự tát bọn hắn khổ lấy không thể khuyên bảo thế nhưng mà tát xong cho thiên thủy hầu một cái thuyết pháp cũng có thể a à. cũng không thể đánh không đi lập tức có một gia hỏa nhảy ra giang trần ta nhìn ngươi giả thần giả quỷ muốn tới bao lâu. Thiên thủy hầu tát cũng tát xong, nếu ngươi nói không ra căn nguyên, là tội thêm một bậc. Đúng, nói không nên lời, là khi quân, chưa đùa hí lộng triều đình, đáng chu cửu tộc. Những thứ này quả nhiên là cùng một phe, ngay cả chu cửu tộc cũng nói không sai biệt. Nhưng Giang Trần lại lười biếng ngáp một cái, lơ đãng nói. Bệ hạ, thần linh hiển linh, chính là sự tình cực kỳ thần thánh. Những thứ này trái một câu chu cửu tộc, phải một câu chu cửu tộc chọc giận thần linh bọn hắn không sợ làm trễ nãi bệnh tình của công chúa sao nói xong giang trần dứt khoát đi đến trước vài bước đứng ở trước mặt đám lão gia hỏa này hiên ngang lẫm liệt mắng các ngươi nguyên một đám nhảy lên nhảy xuống thật sự vì bệnh tình của công chúa cân nhắc qua sao vì công chúa chữa bệnh ở trong mắt các ngươi biến thành cái gì biến thành công cụ chèn ép kẻ thù chính trị ước hiếp trung lương sao thiên thủy hầu các ngươi luôn mồm muốn chu giang ra ta cửu tộc nếu giang trần ta bạc mệnh thực bị đánh giết, bệnh của công chúa như thế nào thông qua miệng ta, truyền đạt cho bệ hạ. Các người cái gọi là trung quân, là đoạn đường lui của bệ hạ, đoạn tánh mạng của công chúa sao? chương 7, cái mặt này vẫn là chính người đánh đi hai. Các người nhiều bức, các người lợi hại, các người ai đứng ra, nói cho ta biết công chúa điện hạ đây là có chuyện gì. Chính mình không có bổn sự, hết lần này tới lần khác khét hiền ghen tài, còn không cho phép ta truyền đạt ý chỉ của thần linh. Lại nói, ta thiếu chút nữa bị trưởng đánh chết, đổi tới một lần thần linh báo mộng, ta dễ dàng sao? Vạn nhất thần linh tức giận, như vậy ly khai, các ngươi chịu được trách nhiệm này sao? Cuối cùng hỏi các ngươi một câu, nếu như thần linh thật sự nổi giận, yêu cầu chu cửu tộc các ngươi mới bằng lòng giải cứu công chúa. Các ngươi tự xưng lòng son dạ sắt, nguyện ý hy sinh cửu tộc vì bệ hạ phân yêu sao? Trong nội tâm giang trần thoải mái cùng khó chịu, thông qua phen này, hàng loạt câu hỏi giống như mũi tên, dựa thế phát tác ra. Như mây đen áp thành, ép tới nguyên một đám chư hầu đều không thở nổi, trong lúc nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Nhất là một câu sau cùng, làm cho sắc mặt những chư hầu kia đại biến, nguyên một đám câm như hến. Vốn bọn họ là đến giúp thiên thủy hầu phô trương thanh thế, chèn ép sang ra, bỏ đá xuống giếng. Nhưng mà bây giờ, cho mấy người bọn hắn mượn gan cũng không dám lỗ mãng. Vạn nhất tiểu tử này thật sự mượn tay thần linh ý chỉ, đầu độc bệ hạ đi chu cửu tộc bọn hắn. Cân nhắc đến bệ hạ cương triều với công chúa, loại sự tình này cũng không phải là không có thể nhìn xem nguyên một đám sắc mặt trắng bệch trong nội tâm giang trần cảm giác chỉ có một chữ sướng nguyên lai like chỉ vào một đám lão gia hỏa vô lương chửi là có thể thoải mái như vậy thực tế trọng đám gia hỏa này đều tự cho là mình rất như bức tốt rồi tốt rồi giang tiểu hầu nên mắng cũng mắng nên đánh cũng đánh rồi hiện tại mấu chốt nhất là bệnh tình của công chúa a lúc này rốt cục có nhân sĩ trung lập ra mặt hòa giải theo lý nhân sĩ trung lập xem náo nhiệt càng không sợ chuyện lớn nhưng mà nhìn náo nhiệt nữa trong nội tâm quốc quân bệ hạ sốt ruột a à. bệnh tình của công chúa giang trần xứng sờ ai nói công chúa có bệnh không phải mới vừa nói công chúa không có bệnh sao lại là một bộ này giang hãn hầu giang phong bị ánh mắt của đông phương lộc quét qua nhất thời cảm thấy cái ót lạnh lẽo trong nội tâm lo lắng xú tiểu tử có lời gì liền một hơi nói xong đừng có lại sâu khẩu vị người bệ hạ Hạ thần xin hỏi một câu, ngày công chúa điện hạ sinh ra, có phải thiên cầu thực nhật hay không? Khóe miệng Giang Trần mang theo vài phần bình tĩnh mỉm cười. Trong lòng Đông Phương Lộc giật mình, việc này hắn làm sao biết? Chẳng lẽ thực có thần linh báo mộng, thiên cầu thực nhật, ở trong thế tục coi là không lành a. À? Cho nên, việc này Đông Phương Lộc vẫn không dám nói. Không chỉ công chúa điện hạ, ngày mẫu thân của công chúa điện hạ sinh ra, cũng là thiên cầu thực nhật. Cao thấp cửu đại nữ tử ngày sinh ra đều là thiên cầu thực nhật. Như thế cửu đại truyền xuống, thái dương chi khí thiếu thốn. Đến đời thứ 9 sẽ trở thành thái âm chi thể. Giang Trần nói bốn chữ thái âm chi thể này cũng không khỏi thốn thức. Đây chính là vấn đề làm phức tạp hắn trăm vạn năm, ngay cả Thiên Đế lão ba cũng không thể triệt để giải quyết. Cho nên, hắn vừa nhìn thấy Đông Phương Chỉ Nhược, liền có một loại cảm giác đồng bệnh tương liên, tự nhiên cũng nhận ra chỗ mấu chốt của Đông Phương Chỉ Nhược. Cũng chính bởi vì đồng bệnh tương liên, hắn mới có thể từ trong giả chết sống lại bởi vì hắn ở trên người công chúa đã tìm được phương pháp giải quyết nguy cơ của giang hãn hầu phủ hắn đắc tội vương thất đơn giản cũng là bởi vì ở trong tế thiên thả cái rắm mà tế thiên là vì cái gì không phải là cầu phúc cho đông phương chỉ nhược sao nếu như hắn có thể giải quyết vấn đề của đông phương chỉ nhược đây không phải phương pháp giải quyết hậu quả hoàn mỹ nhất sao đông phương chỉ nhược này trời sinh thái âm chi thể loại người này trong hàng tỷ khó tìm một cái không nghĩ tới, kiếp trước kiếp này luân hồi, vậy mà để cho Giang Trần hắn gặp được một cái. Không thể không nói, tạo hóa thần kỳ, Đông Phương chỉ nhược là người phàm tục, vận mệnh tự nhiên không bằng Giang Trần kiếp trước. Không có phụ thân làm thiên đế, không có nhật nguyệt thần đan kéo dài diên thọ, dương thọ của nàng tự nhiên rất thấp. Trước mắt nàng đã 13 tuổi, khắp nơi trần đoán bệnh, Đông Phương chỉ nhược đều rất khó sống qua 14 tuổi. Đông Phương lộc ái nữ sốt ruột, lúc này mới cử hành tế thiên đại điển, vì ái nữ cầu phúc thái âm chi thể, nguyên một đám quân thần xì si xào bàn tán, hiển nhiên, bọn hắn chưa từng nghe qua cái từ này. Nếu như không phải Giang Trần nói có mũi có mắt, bọn hắn cơ hồ sẽ lên án Giang Trần thiêu dệt vô cớ. Thật lâu, Đông Phương Lộc mới từ trong rung động phục hồi tinh thần lại. Ít nhất, vấn đề thiên cầu thực nhật này, Giang Trần nói một chút cũng không sai. Đông Phương chỉ nhược, cùng với mẹ ruột của Đông Phương chỉ nhược, lúc mới sinh ra, xác thực đều đụng phải dị tượng thiên cầu thực nhật, Giờ khắc này, Đông Phương Lộc thật sự tin, Giang ra tiểu tử này, chỉ sợ thật sự nhận được thần linh chỉ thị, truyền đạt thần linh ý chỉ. Chẳng lẽ nói, thành ý chấm tế thiên, cảm động thiên địa. Cảm động thần minh rồi, Đông Phương Lộc kích động, tư thái cực thấp hỏi, Giang Trần, như vậy thái âm chi thể này, có trị được không? Thái âm chi thể, vốn không phải bệnh, chính là thiên tàn. Như công chúa Điện Hạ, không tập võ luyện khí, sống năm 30 tuổi là không có vấn đề. Nhưng nàng cưỡng ép tu luyện, bị thương nguyên khí vốn đã bất ổn. Cho nên, nếu như không có ngoại lực can thiệp, công chúa Điện Hạ khó qua đạo khảm 16 tuổi. Cái trần đoán này, cùng đám thái y trần đoán rất tiếp cận. Nghe xong lời này, càng ngày càng nhiều người cảm thấy, chẳng lẽ Giang Trần này thực nhận được thần linh chỉ thị. Bằng không sao có thể nói kỹ càng như thế. Đông Phương Lộc vội hỏi, ngoại lực can thiệp, nói cách khác, thái âm chi thể này, còn có biện pháp khả thi. Vốn đây cũng không phải là bệnh gì, tự nhiên là có biện pháp. Bước đầu tiên là đình chỉ tu luyện võ đạo, đình chỉ phục dụng những đan dược cải thiện kinh mạch kia. Nếu không, qua nửa năm nữa, dù là thần linh hạ phạm cũng khó trị. Lời này làm Đông Phương lộc tim đập ra tốc trong nội tâm liền hô may mắn. Hắn một mực đều cho rằng Đông Phương chỉ nhược thể yếu, cho nên chủ trương để cho Đông Phương chỉ nhược tu luyện. Dù tu luyện không thành, cường thân kiện thể cũng tốt. Nghĩ tới tu luyện chẳng những không có công hiệu, ngược lại sinh ra phản tác dụng. Còn có những đan dược kia, trở thành độc dược lấy mạng. Bước tiếp theo thì sao? Giờ phút này Đông Phương Lộc giống như một học sinh thành kính, không ngại học hỏi kẻ dưới. Chương 8: Chị không hết ta chết cùng công chúa một. Thứ cho ta nói thẳng, công chúa điện hạ đời này ở phương diện võ đạo là không cần nghĩ rồi. Thái âm chi thể, dương thọ không nhiều, một vấn đề cuối cùng là kéo dài tuổi thọ, quá trình của nó nhất định là dài dòng buồn chán, không phải một sớm một chiều là được. Một câu nếu như bệ hạ tin được hạ thần, tánh mạng của công chúa điện hạ, liền giao cho ta. Nếu không tin được, bệ hạ có thể hạ lệnh đem thần hạ đánh vào tử lao. Giang Khanh đừng nói lời như vậy. Chấm nghe ngươi nói chuyện, quả nhiên đã hiểu ra. Về sau sự tình của chỉ nhược, liền giao cho ngươi, chỉ cần ngươi mở miệng, muốn cái gì cho cái đó. Ngoài ra, chấm bàn cho ngươi điêu long lệnh bài, bằng lệnh bài này ngươi có thể tự do xuất nhập vương cung. Mặc dù là nhìn thấy chấm, cũng có thể không cần quỳ lại không hổ là vua một nước, thủ đoạn cùng lòng dạ này, người bình thường không sánh bằng. Trước một khắc còn đối với Giang Trần Hô đánh kêu giết, giờ phút này lại trực tiếp ban cho Điêu Long lệnh bài, gặp quân vương cũng có thể không cần quỳ lại, đây là đãi ngộ mà tam công trong chiều cũng hưởng thụ không đến A. Thiên Thủy Hầu thì hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống, quốc quân bệ hạ không có đánh mặt Thiên Thủy Hầu hắn, nhưng mà hậu đãi Giang Trần như thế, kia quả thực so với trực tiếp quất Thiên Thủy Hầu hắn còn ác hơn A. Có thể được vua một nước ngựa tứ Điêu Long kim bài, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa sau này Giang Trần có thể tự do xuất nhập vương cung. Nếu như tiểu tử này thực chữa hết bệnh của công chúa Điện Hạ, về sau hắn sẽ thành người tâm phúc trước mặt quốc quân, toàn bộ vương quốc, ai không cho hắn ba phần mặt mũi. Giang Trần cũng biết thời biết thế, miệng hô vạn tuế, thuận tay nhận lấy điêu long kim bài. Nói thật, kiếp trước hắn là thiên đế chi tử, đối với việc quỳ lại một quân vương thế tục, thật đúng là không bỏ được mặt mũi. Đã có thể thấy vua không quỳ, hắn tự nhiên sẽ không chối từ. Đương nhiên, được chỗ tốt, dù sao cũng phải tỏ thái độ thoáng một phát, lập tức vỗ ngực nói. Bệ hạ, hạ thần không nói bốc nói phét, chỉ có một câu, nếu như công chúa bởi vì hạ thần cứu chữa bất lực mà xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hạ thần nguyện vì công chúa chôn cùng. Lời hay trung tâm bề ngoài rất nhiều, nhưng mà không có lời gì có thể sánh bằng loại tỏ thái độ này càng trực tiếp. Chị không hết, theo công chúa cùng chết, đây chính là cử chỉ hào phóng đáp lên tánh mạng của mình thử hỏi thiên hạ chư hầu ai có phần khí phách này ai có phần trung tâm này trong lúc nhất thời ngay cả bản thân giang trần cũng thiếu chút nữa bị mình biểu diễn cảm động ngay cả mình cũng cảm động tự nhiên cũng chinh phục một ít người mấy quyền quý trong triều đi theo đông phương lộc đến trong lòng đều thầm giật mình không nghĩ tới giang hãn hầu truyền nhân này thậm chí có khí phách như thế quả nhiên là hổ phụ không khuyển tử mặc dù là người phe thiên thủy hầu cũng hiểu được đổi cái vị trí chỉ sợ bọn hắn còn không có phần khí phách này giang trần biểu diễn còn không có chấm dứt lại nói tiếp bệ hạ thần linh còn có chỉ thị hôm nay phát sinh đủ loại phải giữ bí mật không được tiết lộ nửa chữ ra ngoài một là không thể khinh nhờn thần linh hai là vì cân nhắc danh dự cho bệ hạ đêm nay những trò khôi hài này nếu truyền đi ngược lại sẽ đối với danh tiếng của đông phương lộc có chút ảnh hưởng dù sao nhìn chư hầu tự tát cũng không phải là sự tình thể diện gì đương nhiên quan trọng nhất là không thể khinh nhờn thần linh a à vạn nhất có người để lộ bí mật, làm tức giận thần linh, giận cho đánh mèo con gái Đông Phương chỉ nhược, vậy thì hỏng đại sự rồi. Lập tức không chút do so dự hạ chỉ, chuyện hôm nay, ra nơi đây, mặc cho ai cũng không được tiết lộ nửa chữ. Nếu không, là cùng Đông Phương vương tộc ta đối nghịch. Cũng may hiện trường đến cũng không nhiều người, ngoại trừ mấy người bên Giang Hãn Hầu, đi theo quốc quân đến, chỉ là 6-7 người. Những người này đều là càng già càng lão luyện, biết rõ lời này của quốc quân bệ hạ không phải nói giỡn việc này thực truyền ra ngoài chỉ sợ đầu người trên cổ bọn hắn cũng khó bảo vệ nói sau hôm nay bọn hắn biểu hiện cũng không có thể diện a à. truyền đi đối với bọn hắn đồng dạng không có nửa điểm chỗ tốt mà giang trần mượn danh nghĩa thần linh cáo mượn oai hùng hù được đám quân thần này nơm nớp lo sợ tự nhiên cũng là xuất phát từ cân nhắc điệu thấp hắn cũng không muốn việc này truyền đi mình bị toàn bộ quốc gia coi là quái thai trong lòng đông phương lộc có chút cảm khái cầm chặt tay giang hãn hầu Khó được nói ra một câu động tình. Giang Hầu, cha con người trung nghĩa, chấm rất cảm động A. À. Giang Phong cũng chỉ có thể cười khổ. Nhi tử làm việc, lời hay cũng đã nói đến nước này rồi. Nếu như hắn ngăn trở, đây không phải là tự đòi mất mặt sao. Chỉ có thể ở trong nội tâm lo lắng. Số tiểu tử, người làm việc ngược lại là thống khoái, nhưng đừng làm hư A. À. Mà thôi mà thôi, phụ tử một kiếp, nếu tiểu tử này làm hư, thiên đại tai họa, ta làm lão tử cũng gánh cho người A. À. Trải qua biến cố thay đổi rất nhanh này, tâm tính của Giang Phong cũng ổn trọng rất nhiều. Bởi vì cái gọi là bệnh lâu thành y, Giang Trần kiếp trước, bị thái âm chi thể làm phức tạp trăm vạn năm. Đối với bệnh trạng này tự nhiên là nghiên cứu rất nhiều. Đương nhiên, dùng điều kiện trước mắt, như phụ thân kiếp trước luyện chế một khỏa nhật nguyệt thần đan, đó là nói chuyện hoang đường viển vông, căn bản không có khả năng thực hiện. Nhật nguyệt thần đan, đó là thần đan đoạt thiên địa tạo hóa, cùng nhật nguyệt tranh thọ. Coi như là thiên đế, cũng hao phí thần nguyên, hy sinh dương thọ luyện chế thành. Những tài liệu luyện chế Nhật Nguyệt Thần Đan kia, đừng nói trên thế giới này khả năng không có, dù có, thế giới thế tục này cũng không có khả năng có người phục chế Thiên Đế. Nhật Nguyệt Thần Đan không có, nhưng mà đan dược phỏng chế Nhật Nguyệt Thần Đan, dù chỉ có thể phát huy một phần vạn công hiệu của Nhật Nguyệt Thần Đan, vậy cũng đủ kéo dài 100 năm tuổi thọ rồi. Phải biết rằng, kiếp trước Giang Trần phục dụng Nhật Nguyệt Thần Đan, chính là sống trăm vạn tuế nguyệt cũng không chết nếu không phải gặp được thiên đạo hạo kiếp hắn thậm chí là bất tử tri thân dùng tình huống của đông phương chỉ nhược muốn nàng sống trăm vạn năm coi như là thiên đế trùng sinh chỉ sợ cũng không có khả năng làm được nhưng mà muốn nàng sống trăm tuổi giang trần tuyệt đối có biện pháp hơn nữa không chỉ một loại bất quá giang trần cũng không ý định một lần là xong nếu như hai ba lần đem vấn đề của đông phương chỉ nhược giải quyết ai biết đông phương lộc sẽ cảm kích bao lâu đế vương tâm là thiện biến nhất Thời gian ngắn cảm kích, tuyệt đối không đổi được thời gian dài ở Trung Hòa Thuận. Chương 9, chị không hết ta chết cùng công chúa hai. Giang Trần cần thời gian, đợi một thời gian, chỉ là một quân vương thế tục, hắn căn bản sẽ không đặt ở trong mắt. Cho nên, hắn dứt khoát làm chậm, dù sao chỉ cần có thể kéo dài dương thọ cho công chúa, mọi chuyện đều dễ xử lý. Bởi vậy, hắn chẳng những có thể thắng được đầy đủ thời gian. Trong lúc vô hình cũng cho mình một vòng bảo hộ vô hình chuyên dụng ngự y xem bệnh cho công chúa điện hạ ai muốn động đến hắn đều phải trước nghĩ kỹ có chịu đựng được lửa giận mút trời của quốc quân bệ hạ hay không giang trần tỏ thái độ lưỡi rực rỡ hoa sen đáp ứng ba ngày sau vào cung hội trần cho công chúa cuối cùng đem một nhóm người đuổi đi nhưng tuyên bàn từ kia lại vẻ mặt cầu xin gom góp tới trần ca người thực tàn nhẫn muốn giả chết cũng cho đệ đệ ta một chút ám chỉ a à. bản nhục bồ đoàn kia của ta là bản đơn lẻ cứ như vậy đốt đi ngươi nói về sau đêm dài đằng đẵng phải đánh thế nào a à? còn có một vạn lượng ngân phiếu đây chính là hàng thật giá thật mập mạp chết bầm ngươi dám nói một vạn lượng ngân phiếu kia là thật sao giang trần giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua bàn tử vô lương này bàn tử cười hắc hắc gãi gãi đầu ta còn chưa nói xong đây chính là cửu minh đường xuất phẩm hàng thật giá thật để đệ ta bỏ ra năm lượng bạc mới mua được a à? cửu minh đường đó là cửa hiệu lâu đời của vương đô chuyên môn ấn chế tiền âm phủ thời điểm bàn tử nói đến năm lượng bạc trên mặt rất là thịt đau run lên hai cái bàn tử rất keo kiệt để cho hắn bỏ tiền quả thực chính là cắt thịt của hắn trần ca sự tình một vạn lượng ngân phiếu ta đừng nói nữa nhục bồ đoàn kia thật là bản đơn lẻ đừng không nói a à, mập mạp chết bầm ngươi không nói ta cũng quên a à, lần trước ngươi mượn ta một vạn lượng lúc nào mới trả giang trần cười ha ha nói à trần ca ngươi mới vừa nói cái gì vừa rồi ngươi giả chết giả quá giống hại ta thương tâm quá độ khóc đến có chút mơ hồ màng tai khóc liệt rồi hiện tại lỗ tai không dùng được a à? không nên không nên ta phải tìm đại phu xem trần ca ngươi hảo hảo dưỡng thân thể a à, sau đó ta trở lại thăm ngươi câu nói sau cùng còn chưa dứt bàn tử đã nhanh như chớp chảy ra ngoài cửa lớn trước kia đến ba bằng hiếu ngoại trừ tuyên bàn tử ra còn có hồ khâu nhạc cùng dương tông đều là chư hầu đệ tử cùng gian trần nhiều thế hệ giao hảo hồ khâu nhạc thấy tuyên bàn tử lẻn mất lập tức an ủi giang trần vài câu cũng cáo tử rời đi dương tông vốn muốn giải thích chút gì đó lại bị giang trần vỗ vỗ bả vai cuối cùng không có nói cái gì cũng rời đi người đều đi hết ở đây chỉ còn giang gia phụ tử giang phong không nói hai lời rút ra bội kiếm tay run lên chỉ thấy hàn mang lóe lên mộc quan hóa thành mảnh gỗ vụn người đâu quét dọn thoáng một phát chuyển ra ngoài đốt đi thật xui xẻo ái tử mất mà được lại Tâm tình của Giang Hãn Hầu không thể tốt hơn a. À. Ngược lại là Giang Trần, mỉm cười nhìn lão ba nói: "Phụ thân, người không muốn hỏi ta một chút sao?" Ha ha ha, Giang Phong cởi mở cười cười, vỗ vỗ bả vai của Giang Trần. "Ngươi là con của ta, mặc kệ ngươi làm cái gì, lão tử đều giúp ngươi gánh." Giang Trần nhất thời im lặng, cái lão ba này thật là không có nguyên tắc a. À. Nhắc tới tiền nhiệm Giang Trần, tuy không coi là cực phẩm hoàn khố, nhưng trên thực tế cũng cách không xa nếu như lần này hắn thật chết bia mộ chỉ cần ghi một câu liền có thể khái quát cả đời hắn ta cuộc đời này chuyện gì cũng làm chỉ có chính sự là không làm ba ngày sông tiểu họa năm ngày sông đại họa vì thế có lẽ giang hãn hầu đã nhớ không rõ mình đã giải quyết vấn đề cho hắn bao nhiêu lần rồi đương nhiên nhắc tới tiểu tử này ưu điểm cũng không phải nửa điểm cũng không có ít nhất hắn rất nghĩa khí có đảm đương bằng không thì bên người không có khả năng tụ tập một đám ăn chơi thiếu gia, dùng hắn cầm đầu như vậy nói ngắn lại tiền nhiệm giang trần này muốn tìm ưu điểm thật giống mỏ kim đáy biển muốn tìm khuyết điểm của hắn lại vừa tìm là một sọt vốn quyền quý đệ tử một ít gia lông tiểu bệnh tiểu khuyết điểm cũng không ảnh hưởng toàn cục thế nhưng mà tật xấu lớn nhất của tiểu tử này là đặc biệt lười tu luyện ai thật là một gia hỏa không hiểu được quý trọng a à? giang trần dung hợp trí nhớ tiền nhiệm không thể không thừa nhận giang trần này xác thực có chút bùn nhão vịn không lên tường có một lão ba tốt như vậy còn có thiên phú không tệ, tại Đông Phương Vương quốc coi như là ngậm lấy chìa khóa vàng sinh ra a. À. Thế nhưng mà ở trong người cùng thế hệ so đấu, thằng này đã lăn lộn đến kế cuối rồi. Vốn, bọn hắn với tư cách chư hầu là không thể thường trú ở trong vương đô. Đều ở lại lãnh địa của riêng phần mình, sở dĩ các lộ chư hầu tụ tập vương đô là vì tham gia 20 năm một lần Tiềm Long thi hội. Đông Phương Vương quốc có 108 lộ chư hầu, nhưng những chư hầu này không phải một tầng không thay đổi. 20 năm một lần Tiềm Long thi hội là khảo hạch đối với chư hầu truyền nhân. Chỉ có ở trong Tiềm Long thi hội thông qua khảo hạch, chư hầu truyền nhân này mới có thể kế thừa chư hầu lệnh, tiếp tục khống chế lãnh địa chư hầu của mình. Nếu khảo hạch thất bại, liền phải giao ra chư hầu lệnh, cướp đoạt đất phong, gọt sạch tước vị, trở thành nhàn cư thế gia. Một khi trở thành nhàn cư thế gia, khả năng rất lớn là tan đàn xẻ nghé. Thế lực bị chia cắt, nhân tài sói mòn, những điều này đều là không thể tránh khỏi. Dù sao đã mất đi chư hầu lệnh, tương đương không có phong thưởng, không có các con đường thu nhập. Chỉ dựa vào sống bằng tiền dành dụng, bất luận nhàn cư thế ra gì đều khó có khả năng dưỡng được cường giả. Hơn nữa, vương quốc cũng không cho phép nhàn cư thế ra phát triển an toàn, vượt qua thế lực chư hầu. Tiềm long thi hội tiếp tục thời gian rất dài, khoảng chừng 3 năm. 3 năm vừa qua, nếu khảo hạch thành công thông qua, sẽ ở vương đô cử hành nghi thức truyền thừa. Như vậy liền ý nghĩa tương lai 20 năm, có thể tiếp tục giữ lại chư hầu lệnh khống chế lãnh địa. 20 năm sau, lại phải phái ra trẻ tuổi tài tuấn tham gia một lần tiềm long thi hội mới. Mục đích của tiềm long thi hội, chính là vì để cho các lộ chư hầu có thể bảo trì Giang Sơn có nhân tài rầm rộ, không muốn bảo thủ. Nếu như ngươi không được, phải nhượng ra chư hầu lệnh. Cái này là cách thế giới này sinh tồn, đơn giản, trực tiếp, dã man, thô bạo. Chương 10, quản gia Giang Chính buồn dầu một, ở dưới đại thế cạnh tranh tàn khốc, Giang Hãn Hầu phủ lại tình cảnh gian nan hôm nay, tiềm long thi hội chỉ còn lại có nửa năm cuối cùng. Tiền nhiệm Giang Trần biểu hiện, có thể nói là dối tinh dối mù. Khảo hạch nên hoàn thành, còn thiếu nợ một đống lớn không có hoàn thành. Mặc dù không có phát sinh việc tế thiên đại điển này, Giang Trần hắn cũng là thuộc về cái loại tối đa chỉ có 3-4 thành hy vọng thông qua khảo hạch. Bất quá, Giang Trần hôm nay lại không uể oải chút nào, trái lại, hắn lại cực kỳ hưng phấn. Cường giả vi tôn, xem ra cách sinh tồn bực này, từ chư thiên, cho tới thế giới phàm tục, không ai không như thế. Kiếp trước ta không thể tu luyện, vô duyên nhận thức, kiếp này, vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua rồi. Kiếp trước, hắn là thiên đế chi tử, địa vị cao siêu, cơ hồ không người nào dám đắc tội hắn. Hơn nữa, hắn là thái âm chi thể, không cách nào tu luyện. Dù muốn che giấu tung tích đi theo những người khác cạnh tranh, vậy cũng không thể nào nói lên. Ở kiếp này, rốt cục có thể thống thống khoái khoái tu luyện, thống thống khoái khoái hưởng thụ cảm giác trùng kích võ đạo đỉnh phong đây mới là sân khấu hắn ưa thích đã đáp ứng đông phương lộc ba ngày sau tiến cung hội trần cho công chúa ba ngày này phải hảo hảo lợi dụng thoáng một phát hơn nữa thân phận của ta bây giờ là chư hầu truyền nhân tham gia tiềm long thi hội tiềm long thi hội này còn có nửa năm thời gian sẽ đến thời điểm tổng khảo thi ta hôm nay thân là truyền nhân giang hãn hầu chư hầu vị này tuy không coi vào đâu nhưng dù sao cũng phải cho lão ba chút mặt mũi a à. Cũng không thể để cho lão ba ngay cả chư hầu lệnh cũng bảo vệ không được Trong đầu hơi chút sửa sang lại mạch suy nghĩ thoáng một phát Giang Trần phát hiện, thời gian gấp bách A Không thể không nói, tế thiên thánh điện kia một trận trượng phạt, xác thực ngoan độc Đừng nói tiền nhiệm Giang Trần, coi như là võ giả thực lực lại chờ mình gấp đôi Cũng khẳng định tánh mạng khó bảo toàn Hiện tại Giang Trần nhặt được tiện nghi, được thân thể của tiền nhiệm Giang Trần Nhưng mà thân thể này thương thế thật sự không nhẹ Nếu như không xử lý thoáng một phát Đừng nói ba ngày sau tiến cung hội Trần cho công chúa, ngay cả tiểu khảo thi Tiềm Long thi hội tháng này, sợ rằng cũng phải bỏ qua. Tiềm Long thi hội, mỗi tháng đều có tiểu khảo thi, thành tích cũng là tích lũy. Một khi bỏ qua khảo hạch, sẽ rơi xuống rất nhiều bài học. Vốn tiền nhiệm Giang Trần đã thiếu một đống lớn bài học, lại thiếu xuống, chỉ sợ đợi không được tổng khảo thi, hắn đã bị đá ra cục rồi. Đây là Giang Trần không muốn phát sinh, nếu như kiếp trước, loại thương thế này, thân là thiên đế chi tử, nghiên cứu đan đạo trăm vạn năm ở trên võ đạo là một củi mục nhưng trên đan đạo lại là đan đạo đại sư nổi tiếng chư thiên là rất nhiều đan tiên cũng hướng hắn thỉnh giáo đan đạo nếu là kiếp trước tùy tùy tiện tiện một viên thuốc liền có thể để cho hắn lập tức khôi phục long tinh hổ mãnh thế nhưng mà hôm nay điều kiện này cùng tiền thế hoàn toàn không cách nào so sánh được cũng may giang trần kiếp trước trưởng quản thiên lang thư uyển trăm vạn năm duyệt tận chư thiên biển tịch từ phàm tục vị diện đến chư thiên thần đạo đọc lướt qua rộng khắp. Xử lý loại thương thế này, ngược lại là việc rất nhỏ. Nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau, Giang Trần hơi chút suy nghĩ, lấy ra văn chương, viết một phần danh sách. Giang Chính, hướng ngoài cửa hô một tiếng. Giang Chính là Giang Hãn Hầu cố ý an bài tùy tùng cho Giang Trần, chuyên môn chiếu cố Giang Trần sinh hoạt, ẩm thực hàng ngày. Lần này Giang Trần ở Tùng Hạc Lâu ăn sớm, Giang Chính cũng bị phê bình không ít. Ngày hôm qua cả đêm đều tâm thần không yên, bởi vì cái gọi là chủ nhục bộc chết, theo lý thuyết, Giang chính hắn phải lấy cái chết tạ tội. Bất quá hắn thật không cam lòng, hầu hạ tiểu hầu gia này, hắn không thể bảo là không dụng tâm, thế nhưng mà tiểu hầu gia này quả thực là có chút không thế nào tiến tới. Quản gia chư hầu nhà khác đi theo tiểu hầu gia đều nổi tiếng, uống cay, đến chỗ nào đều được người truy phùng. Giang chính hắn hầu hạ vị này, không có việc gì là cả đêm thiêu thân, kỳ lạ quý hiếm của quái bịp bợm chỗ nào cũng có. Mà tiểu chủ tử này, một khi chọc chuyện gì động một chút lại để cho giang chính hắn tới trống cho nên những ngày đi theo giang trần này là dập lửa là gánh trách nhiệm giang chính chẳng những không có cảm giác được địa vị tăng lên ngược lại là lao tâm lao lực rất có cảm giác không chịu đựng nổi khỏi cần phải nói vị này ở phương diện dùng tiền là ném đồ qua cửa sổ hôm nay bằng hữu này xảy ra chuyện hắn xuất tiền dọn dẹp ngày mai huynh đệ kia gây họa vẫn là hắn xuất tiền giải quyết tuy giang hãn hầu ở phương diện tiền tài thập phần hào phóng nhưng mà cũng nhịn không được vị này tiêu xài lúc này mới đến giữa tháng tiêu dùng tháng này đã thấy đáy cho nên hôm nay giang chính có thể được thanh tịnh vừa nghe đến thanh âm của giang trần đầu liền đau nhưng mà chủ tử gọi hắn không thể không ứng a à. tiểu hầu gia thuộc hạ làm việc bất lợi không thể chiếu cố tốt tiểu hầu gia xin tiểu hầu gia hung hăng đánh thuộc hạ dù chết thuộc hạ cũng không một câu oán hận vừa vào cửa Giang Chính liền quỳ dạp xuống đất, phía trước những lời, làm việc bất lợi, xin tiểu hầu ra đánh kia, đều là lời nói khách khí. Giang Hán Hầu cũng không truy cứu, vậy thì đại biểu Giang Chính hắn tránh được một kiếp. Vị tiểu hầu ra này tuy hoàn khố, tuy không tiến tới, nhưng không có ham mê ngược đãi thuộc hạ. Nếu đổi lại tiền nhiệm Giang Trần, sợ là nghe không ra ý tứ chân chính của Giang Chính. Thế nhưng mà Giang Trần hôm nay, có trăm vạn năm lịch duyệt kiếp trước, có thể nói là hiểu rõ thế sự, nhân tình thạo đời nghe dây cung ca biết nhã ý, biết rõ quản gia Giang chính là bị tiền nhiệm Giang Trần dày vò đến sợ, muốn bỏ gánh không làm nữa a à. Giang Trần cũng không bóc Trần, cười ha ha nói. Giang chính, cha ta phái người đi theo ta, vốn là muốn ban thưởng ngươi một cơ hội phú quý. Mấy ngày này, phú quý ngược lại là không có cho ngươi hưởng thụ đến, người bận trước bận sau, chùi đít dập lửa cho ta, công lao khổ lao ta đều ghi tạc trong lòng. Giang chính sững sờ, hôm nay đây là ngọn gió nào? Vị này, lúc nào học biết nói chuyện thu mua lòng người rồi. Giang Chính, tiền tháng này, đã thấy đáy đi à nha. Giang Trần không chờ Giang Chính mở miệng, lại giống như cười mà không phải cười hỏi một câu. Cái này, cái kia, Giang Chính chưa từng hưởng thụ qua loại hỏi han ân cần này, trong lúc nhất thời ngược lại là chân tay luống cuống, cơ hồ là muốn vỗ ngực cam đoan, việc này không cần tiểu hầu ra lo lắng, Giang Chính ta đến an bài. Chương 11, quản gia Giang Chính buồn dầu hai. Thế nhưng mà nghĩ lại, không đúng, ta vỗ ngực xuống, những lỗ thủng này đi đâu bổ khuyết. Vị này hôm nay miệng như ngậm đường, không phải là bịp bợm đến chơi ta chứ. Trong một ý niệm, Giang Chính cảnh giác lập tức tăng vọt gấp 10 lần. Chứng kiến bộ dạng Giang Chính lòng còn sợ hãi, Giang Trần cười ha ha. Giang Chính, là như thế này. Ta nơi này có một danh sách, phía trên ghi một tí dược liệu. Người đi dược sư điện giúp ta cầm một phần. Giang chính đờ đấn tiếp nhận danh sách, nhưng bước chân lại không nhúc nhích. Danh sách đã có, nhưng tiền đâu? Dược liệu của dược sư điện không phải miễn phí a? À. Dược sư điện cũng không phải nhà của ngươi mở a? À. Giang Chính, nếu nói chúng ta bây giờ không phải chủ tớ, coi như là bằng hữu nói chuyện phiếm. Ngươi ngược lại nói xem, thân làm một quản gia, ở trên chức nghiệp quản gia làm tới trình độ nào, mới là trạng thái ngươi cảm thấy lý tưởng nhất? Hoặc là nói, quản gia mạnh nhất trong suy nghĩ của ngươi là gì? Quản gia mạnh nhất? Giang Chính sắp khóc rồi, đừng nói mạnh nhất, quản gia trong 108 lộ chư hầu giang chính ta không xếp cuối cùng đã rất hạnh phúc đừng làm bộ mặt như ăn mướp đắng a à, nói xem đi giang trần khích lệ nói giang chính dừng một chút nuốt nuốt nước miếng cả gan hỏi thực cho ta nói 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 hay có thưởng có thưởng nếu là ngân phiếu khống coi như xong vẻ mặt giang chính không dám lĩnh giáo giang trần ngược lại là thường xuyên có thưởng thế nhưng mà càng thường xuyên là đằng trước vừa thưởng một ngàn lượng quay đầu lại không chừng sẽ hỏi ngươi mượn đi hai ngàn lượng bất quá nhắc tới quản gia mạnh nhất, quản gia phong cách nhất, quản gia lý tưởng nhất, tư duy của Giang Chính không khỏi phi ngựa. lại nói tiếp, tùy thùng quyền quý, tuy không phải bản thân quyền quý, nhưng cũng có mộng tưởng chức nghiệp. thậm chí còn có người biên thành sách, gặp vẻ mặt Giang Trần thành thật, Giang Chính cũng không biết là nơi nào đến lá gan, nói tiểu hầu ra, chuyện này đã biên thành tiết mục, vương đô rất là lưu hành. a à, nói nghe một chút, Giang Trần cũng tò mò, cái tiết mục ngắn này nói là sơn chân hải vị, tiên y nộ mã, một tòa trang viên, kim ngọc đầy phòng. Đàm tiếu là quyền quý, vãng lai đều quý tộc, Thê thiếp tương sự hòa thuận, con cháu cùng hưởng phúc. Khách quen tùng hạc lâu, kim chủ xuân hồi viên, cùng vương công chung một chỗ chơi kỹ nữ, cùng đại thần ngồi cùng bàn uống rượu. Giang chính nói một hơi ba bốn đoạn, nghe mà Giang Trần vỗ tay cười to. Không tệ không tệ, rất có ý tứ. Xuân hồi viên, chắc là gió trăng chi địa A. À. Giang chính hắc hắc cười làm lành, trong nội tâm lại rất xem thường, nơi này ngươi cũng không phải không có đi qua, giả trang cái gì. Giang chính, trải qua đoạn thời gian trước quan sát, năng lực làm việc của ngươi, ta yên tâm. Hiện tại chuyện này, nếu ngươi có thể làm tốt, không cần bao lâu thời gian, phú quý trong những tiết mục ngắn này, bổn thiếu ra giúp ngươi thực hiện. Đến lúc đó, ngươi nhất định sẽ cảm giác mình là quản gia thành công nhất của Đông Phương Vương Quốc. Chuyện gì, Giang chính sững sờ, hắn cảm giác đầu tiên là vị này lại muốn chơi trò gì, phải đề cao cảnh giác. Chính là danh sách người cầm trên tay, người cần phải cất kỹ A, đây là vật vô cùng quý giá. Người cầm đi dược sư điện, tìm người phụ trách của bọn hắn. Tìm người phụ trách làm gì, mua những dược liệu này, trong điện tùy tiện tiểu nhị nào đều có thể lấy. Người phụ trách dược sư điện, là nghiêu vô cùng, không phải nói gặp liền gặp. Giang chính nói, hắc hắc, người đi A, nếu như người phụ trách dược sư điện không gặp ngươi, ngươi liền nói cho bọn hắn biết, đã qua hôm nay, sẽ không còn cửa hiệu của bọn hắn. Về sau ôm đùi cầu ngươi, cũng không được. Giang chính nhịn không được muốn sờ cái chán của tiểu hầu ra thoáng một phát, vị này không phải là bị đánh hổ đồ, phát sốt đi à nha. Đây là nói mơ sao, cánh cửa dược sư điện cao bao nhiêu, người dược sư điện ngạo mạn ra sao, Giang chính quá tinh tường. Mỗi lần đi mua linh dược cho vị này, hắn đều đã lĩnh giáo qua. Người ta căn bản sẽ không cùng ngươi nói nhảm, Giang chính, ngươi nhất định đang ở trong bụng mắng ta, cảm thấy ta là nói mơ. Cảm thấy ta không cho ngươi bạc, lại bảo ngươi đi bốc thuốc là gài ngươi. Ta đến nói cho ngươi biết, danh sách trong tay ngươi kia, không phải danh sách bình thường, đó là một đan phương, là đan phương thượng cổ thất truyền. Cái đan phương này, nếu như đưa đi đấu giá, 10 triệu lượng bạc cũng mơ tưởng đập đến. Đan phương, Giang Chính lộ ra một dáng tươi cười so với khóc còn khó coi hơn. Tiểu hầu ra, ngài đừng đùa thuộc hạ, Giang gia ta lúc nào có thượng cổ đan phương. Có phải người cảm thấy năng lực thừa nhận của thuộc hạ còn chưa tới cực hạn, muốn cho thuộc hạ thể nghiệm cái gì gọi là đến bước đường cùng thoáng một phát hay không?" Giang Chính cười cười, hai mắt đỏ bừng, hắn thật sự sắp khóc a. À. Đối mặt chủ tử như vậy, Giang Chính thật sự có một loại cảm giác sắp sụp đổ. Tiền lệ tháng này đã tiêu hết, tờ khai này không có một vạn lượng căn bản bắt không được. Cầm một tờ giấy như vậy, đi tìm người đổi 10 triệu lượng bạc, đây không phải điên là gì? Khóc đi, nam nhân khóc cũng không phải tội giang trần ha ha cười cười bất quá nếu ta cho người biết tờ đơn này là thần linh phó thác người có cảm thấy ta điên hay không ta xem bệnh cho công chúa người có phải cũng thấy ta điên rồi hay không dù ta điên rồi ta sẽ kéo theo cha ta kéo lên toàn bộ giang ra sao tuy ta hoàn khố nhưng còn không đến mức não tàn như vậy a à. giang chính bị giang trần hỏi một loạt không khỏi trợn mắt há hốc mồm đúng vậy a à, vị này tuy làm không ít chuyện hoang đường nhưng sẽ không đem toàn bộ giang ra kéo lên à chẳng lẽ nói loại sự tình thần linh phó thác này dĩ nhiên là thật giang chính ta có thể minh xác nói cho ngươi biết tờ giấy trong tay ngươi kia bao nhiêu bạc ta đều không bán ngươi nói cho người phụ trách dược sư điện đông phương vương quốc này trừ dược sư điện bọn họ ra không phải là không có dược điếm khác nếu như bọn hắn không muốn thần nông đường đan vương uyển đều cầu còn không được đến lúc đó sinh ý của dược sư điện bị người áp đảo sẽ không có thuốc hối hận ăn Đan phương này của ta một khi đầu nhập sản xuất, hiện tại những thuốc chứa thương trên thị trường đều sẽ loại bỏ, đều ném vào thùng rác, không đáng một đồng. Giang Trần đã tính trước, phất tay tầm đó, tràn đầy tự tin. Đây cũng không phải mặt dày, trong đầu Giang Trần đã sàng chọn N lần, cuối cùng đem những đan phương thánh phẩm bài trừ, lấy ra một đan phương không tính khoa trương, nhưng tuyệt đối chân quý. Chương 12, Giang Chính phát huy. Hãnh diện một, cần gấp nhất chính là dùng trình độ đào tạo linh dược của Đông Phương Vương quốc, cái đan phương này cần dược liệu, cũng không vượt qua phạm vi bọn hắn thừa nhận. Giang Trần gặp Giang Chính một bộ bán tín bán nghi, thật muốn đi lên đạp hắn hai cước. Ta chọn ra một đan phương như vậy dễ dàng sao? Phải biết rằng, Giang Trần kiếp trước, trời sinh thái âm chi thể, không thể tu luyện. Cho nên trưởng quản thiên lang thư uyển trăm vạn năm, niềm vui thú lớn nhất của hắn là nghiên cứu đan đạo. Có thể nói, trăm vạn năm thời gian, để cho hắn ở đan đạo, đã đạt đến tiêu chuẩn chư thiên đỉnh phong có thể cùng những bất hủ đan tiên nổi tiếng chư thiên đánh đồng dùng lịch duyệt của giang trần kiếp trước muốn tìm đan phương đây còn không phải đơn giản như ăn cơm uống nước chỉ là đan phương quá tốt ở loại địa phương nhỏ như đông phương vương quốc này đó là thiên thư không có người hiểu quá nát giang trần hắn lại khinh thường đi hao phí đầu óc hắn hao tốn tâm tư cuối cùng ở trong đám đan phương bình thường chọn lựa ra một cái như vậy nhưng phóng tới đông phương vương quốc Giang Trần tin tưởng vững chắc, tuyệt đối là cấp bậc nghe giận cả người. Bất kể nói thế nào, Giang Chính vẫn là đi rồi. Hắn không phải là bị Giang Chính thuyết phục, mà là rất cố gắng tự nói với mình, tiểu hầu ra lại hồ đồ, cũng không có khả năng đem bệnh tình của công chúa làm trò đùa. Đây chính là đại sự đáp lên tánh mạng cả nhà, cho nên, hắn cố gắng thuyết phục mình, có lẽ tiểu hầu ra thật sự được thần linh chiếu cố, nhận được đan phương giá trị liên thành. Tuy liên tưởng đến Giang Trần xưa nay biểu hiện, hắn vẫn có chút bán tín bán nghi nhưng mà giang chính không có lựa chọn khác biết rõ cái này hoang đường không chịu nổi cũng phải kiên trì đi thử bằng không thì thật muốn giang chính hắn tự móc tiền túi đi mua dược liệu trên danh sách hắn khẽ cắn môi cũng miễn cưỡng gom góp được đủ thế nhưng mà sau khi về nhà lão bà sẽ cùng hắn dốc sức liều mạng a à. ai đều nói quản gia của tiểu hầu gia uy phong bắt diệt nhưng sao ta cảm thấy thời gian trôi qua biệt khuất như vậy a à? giang chính bi tráng xoa xoa khóe mắt hữu khí vô lực đi đến dược sư điện cùng lắm thì cho người ta chế ngạo một trận dù sao cũng không là lần đầu tiên mất mặt xấu hổ giang chính tưởng tượng như vậy tâm tình hơi khá hơn một chút dược sư điện tại toàn bộ vương đô cũng là thế lực tiếng tăm lừng lẫy dược sư điện kiến trúc tại vương đô cũng là một tiêu chí giang chính đi đến trước bậc thang dược sư điện cảm thấy hai chân như nhũn ra vừa nghĩ tới những tiểu nhị cao ngạo ngữ khí nói chuyện khinh thường kia của dược sư điện Giang Chính đã cảm thấy trong đầu sợ hãi. Cái kia, ta bốc thuốc, Giang Chính cổ vũ cho mình nhiều lần, cuối cùng vào cửa, đi tới trước quầy. Tiểu nhị dược sư điện, trước khi hành nghề đều trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Điều thứ nhất rèn luyện là nhận thức gương mặt, gương mặt nào cần nịnh bợ, nào gương mặt cần nói tốt, gương mặt nào thái độ bình thường, nào gương mặt có thể trang bức, bọn hắn đều lòng dạ biết rõ. Mà gương mặt của Giang Chính, trong trí nhớ không có ấn tượng gì, dĩ nhiên là thuộc về đối tượng có thể trang bức khục, các hạ, bốc thuốc có thể. Trước tiên nói quy củ A, tiền hàng của bản điện thanh toán trước, không thiếu nợ A. Giang chính vội nói, tiền mặt, tiền mặt, liếc tờ đơn, tiểu nhị kia tính toán một chút, tổng cộng 8 vị linh dược, giá trị 9.800 lượng. Quy củ cũ, trước trả tiền, sau đó lấy dược. Giang chính mặt già đỏ lên, giả ho hai tiếng, nhẹ nhàng gõ quầy hàng. Cái kia, ta muốn gặp người phụ trách của các ngươi một chút. Như thế nào, sắc mặt tiểu nhị kia trầm xuống. Không có tiền, không có tiền còn đòi lấy linh dược. Gặp người phụ trách, ngươi biết người phụ trách của dược sư điện chúng ta bể bộn ra sao không? Một phút đồng hồ mấy mươi vạn lượng bạc, làm sao có thời giờ gặp ngươi? Lãng phí thời gian của bọn hắn, số tiền này ngươi bồi được sao? Đi ra ngoài quẹo phải, nhìn xem quy củ dược sư điện của ta. Người phụ trách là dễ gặp như vậy sao? Ngươi là vương công đại thần, hay là chư hầu hiển hách? Muốn lấy thuốc tranh thủ thời gian trả tiền, không bốc thuốc thì đi nhanh. Đừng trì hoãn việc buôn bán của chúng ta. Tiểu nhị kia phất phất tay, vẻ mặt không kiên nhẫn, nước miếng cơ hồ phun đến trên mặt Giang Chính, giống như vung một con ruồi chán ghét vậy. Giang Chính ở dược sư điện cũng không phải không có thụ qua khinh thường, hắn cũng không phải người chịu không được khinh bỉ. Trên thực tế, hắn trong khoảng thời gian này nhận lấy khinh bỉ thật sự nhiều lắm. Cần phải mắt chó xem người thấp sao, cần phải trang bức sao, Giang Chính rốt cuộc nhịn không được, thái độ của tiểu nhị này tựa như một cây rơm giả cuối cùng đè sập lạc đà, hắn bạo phát. Ba, một vật bằng kim loại vỗ vào trên quầy, sang chính một cái bà tai vung đến trên mặt tiểu nhị kia. Mở ra mắt chó của ngươi nhìn rõ ràng, đây là cái gì? Người phụ trách của các ngươi một phút đồng hồ mấy mươi vạn lượng. Lão tử một phút đồng hồ mấy trăm vạn lượng, sẽ đơn giản nói cho ngươi biết sao. Làm trễ nãi chính sự của lão tử, có tin lão tử cho dược sư điện ngươi không mở cửa được hay không? Ngươi làm tiểu nhị lại khinh người như thế, Ba mẹ người ở nhà biết không? Lãnh đạo của các người biết không? Tiểu nhị ăn một bà tai làm mắt nổi đom đóm, bụng mặt, mắt khó có thể tin. Đây là dược sư điện A. Cái này là một trong những địa phương hiển hách nhất phương Đô A. Xưa nay bọn hắn ở chỗ này đi làm, cho dù là người nhà quyền quý gia tộc, đến nơi đây cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, cười làm lành. Thế nhưng mà, hôm nay mình vậy mà bị đánh. Hơn nữa là bị một người ăn mặc bình thường, rõ ràng không phải hạ nhân quyền quý gì đánh đây là muốn lật trời sao lập tức như giết heo giống to có người đến dược sư điện dương oai đánh người a tiếng gào thét truyền đi đằng sau lập tức dũng mãnh tiến ra một đám võ giả mặc áo giáp cầm binh khí bên trong có một người phụ trách cũng từ phía sau đi về hướng quầy hàng gặp người nháo sự dung mạo không sâu sắc ăn mặc bình thường đang muốn phát tác bỗng nhiên hai mắt nhìn đến điêu long kim bài ánh vàng rực rỡ trên quầy trong nháy mắt sắc mặt đại biến hà chấp sự là nô tài này tựa như cầu nhân, vậy mà đánh ta, hắn đánh không chỉ là ta, cũng là dược sư điện ta a. À. Tiểu nhị bị đánh kia thấy người đến, như thấy cha ruột thân nương, khóc lóc kể lể. Vừa mới dứt lời, ba, một cái tát càng lưu loát, hung tàn hơn, trực tiếp phiến ở trên mặt hắn, đánh hắn từ quầy hàng vung ra mấy mét. Lần này đánh hắn, lại là hà chấp sự kia, chương 13, Giang Chính Phát Huy, hãnh diện hai, chó chết, con mắt mọc trên mông đít sao, lại dám vô lễ với khách quý, đánh rất tốt đánh chết đáng đời ngươi đánh chửi tiểu nhị xong hà chấp sự vốn một bộ hùng hổ lập tức xuân phong hóa vũ tràn ngập dáng tươi cười đi về hướng giang chính vị tiên sinh này bọn thủ hạ có mắt không tròng đắc tội a à. quay đầu hướng những võ giả kia quát lớn nguyên một đám làm gì ăn no rồi không có chuyện gì sao cút nhanh lên những võ giả kia hiển nhiên đều nghe hà chấp sự này nghe được mệnh lệnh đều đồng loạt đi ra lần này thật khiến giang chính có chút bất ngờ vừa rồi hắn là bị chọc giận mất đi lý trí bạo phát nói thật khối kim bài này là tiểu hầu ra cho hắn hắn thậm chí đây là vật gì cũng không rõ ràng lắm chỉ nghe tiểu hầu ra nói thứ này có lẽ sẽ dùng rất tốt hắn cũng là ôm thái độ thử một lần không nghĩ tới vậy mà thật sự dùng tốt thần kỳ a không dùng tốt mới là lạ quốc quân ban thưởng điêu long kim bài đó là lệnh bài cấp bậc cao nhất có thể không dùng tốt sao có thứ này có thể đi ngang toàn bộ đông phương vương quốc tiên sinh họ gì mời vào trong mời vào trong bọn thủ hạ không hiểu chuyện tiểu nhân dân trả bồi tội cho tiên sinh giang chính cũng không phải hoàn toàn chưa thấy qua các mặt của xã hội gặp người này trước ngạo mạn sau cung kính biết là kim bài kia tạo nên tác dụng trong nội tâm thoải mái thoải mái quy thoải mái giang chính cũng không thất thố hiện tại hắn tiến vào trạng thái trang bức nói vốn đều là một ít việc nhỏ thế nhưng mà tiểu nhị của các ngươi ai ta cũng không muốn nói nhiều dược sư điện đã không chào đón chúng ta chúng ta đi thần nông đường đan vương uyển a có khi đến đó người ta sẽ coi chúng ta như người đối đãi hà chấp sự nghe xong lời này trong nội tâm khẽ run rẩy trong lời nói còn có nộ khí a nhịn không được vụng trộm đánh giá giang chính vài lần lại nhìn không ra môn đạo gì ăn mặc bình thường thoạt nhìn cũng không giống siêu cấp quyền quý chẳng lẽ vị này cố ý mặc thành như vậy để trang bức hay sao thâm tàng bất lộ cao nhân a hà chấp sự nhìn không ra sâu cạn trong lúc nhất thời cũng có chút chân tay luống cuống gặp giang chính sắp đi ra ngoài hà chấp sự nghĩ tới khối kim bài kia nào dám thật cho hắn đi đại nhân vật có điều long kim bài kia sẽ để cho dược sư điện bọn hắn sống khá giả sao tuy dược sư điện không sợ sự tình nhưng loại nhân vật cấp bậc này có thể không đắc tội thì không đắc tội a à. tiên sinh đi thong thả tiên sinh đi thong thả tam điện chủ cùng mấy trưởng lão của chúng ta vừa lúc ở trong điện tiên sinh là cao nhân, tiểu hà đi mời điện chủ cùng trưởng lão A. Mặc kệ tiên sinh có chuyện gì, cũng nên cho dược sư điện ta mời tiên sinh một ly trà A. Hà chấp sự dù sao cũng lão luyện, cùng tiểu nhị bình thường không giống. Co được giãn được, làm việc bốn bể yên tĩnh, giang chính muốn đi, đó là động tác giả. Trên thực tế, trong lòng của hắn thoải mái đến phát nổ. Đây là sau khi hắn trở thành quản gia của tiểu hầu gia, lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là nghiêu bức. Hãnh diện A. Dĩ vãng ở dược sư điện, đừng nói là nhân vật chấp sự, coi như là tiểu nhị, cái nào không phải như bức hò hét. Cái nào đối với hắn có hảo ngôn hảo ngữ, nhưng mà hôm nay, hà chấp sự này ở trước mặt giang chính hắn, cũng phải tự xưng một câu tiểu hà. Mà kệ ngày sau có thể trở thành quản gia mạnh nhất hay không, ít nhất hôm nay một bước này, thật sự rất thoải mái, rất cường. Đột nhiên, Giang Chính rõ ràng đối với tiểu hầu gia của mình sinh ra tin tưởng. Không thể không nói, điêu long kim bài vẫn là rất có sức ảnh hưởng. Dược sư điện tam điện chủ cũng tốt, các trưởng lão cũng tốt, nghe nói là nhân vật nắm giữ điêu long kim bài, đều không dám lãnh đạm. Loại nhân vật này, không phải bọn hắn đắc tội không nổi, nhưng sẽ không muốn đắc tội. Rất nhanh, Giang Chính được mời vào, ngoại trừ tam điện chủ ra, còn có hai trưởng lão một nam một nữ tiếp khách, coi như là cho đủ mặt mũi. Giang Chính đến dược sư điện cũng không phải lần một lần hai, trước kia cao nhất là bái kiến nhân vật cấp bậc chấp sự, hơn nữa là thoáng nhìn, ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có. Thế nhưng mà hôm nay, nhân vật cấp bậc điện chủ, trưởng lão, đều ở trước mắt hắn, hơn nữa tôn sùng hắn là khách quý. Đây không phải là, đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng, sao? Trong nội tâm Giang Chính rất thoải mái, nhưng không có lâng lâng, hắn cố gắng tự nói với mình, phải chấn định, không thể rụt rè. Hắn biết rõ, những người này không phải cho hắn mặt mũi, mà là cho kim bài kia mặt mũi. Đã có kim bài hộ thân, có lý do gì luống cuống? Không thể không nói, tâm lý tố chất của giang chính cũng không tệ lắm. trà đã qua ba tuần tam điện chủ cũng không có suy nghĩ ra người này đến có mục đích gì. ha ha cười cười vị tiên sinh này nắm giữ kim bài do quốc quân bệ hạ ban cho chắc hẳn lai lịch bất phàm không biết có gì chỉ giáo. bệ hạ ban cho giang chính thiếu chút nữa cả kinh làm ngã ly trà trong tay. giang trần cho hắn kim bài này chỉ nói đồ chơi này dùng tốt lại không nghĩ rằng dĩ nhiên là quốc quân ban cho hiện tại hắn đã minh bạch vì cái gì đối phương sẽ khách khí như vậy lại nói tiếp vốn cũng không phải đại sự gì ta vốn là tới lấy chút dược liệu thuận tiện đàm bút sinh ý với dược sư điện các ngươi loại sự tình bốc thuốc này ở trong mắt điện chủ cùng trưởng lão xem ra đều là việc rất nhỏ sẽ không hỏi đến bọn hắn cảm thấy hứng thú chính là sinh ý đại nhân vật đến cửa nói chuyện làm ăn cũng không phải là việc nhỏ không biết là sinh ý gì tam điện chủ không có đơn giản chấp nhận cái gì ở trước khi không có minh bạch chi tiết của đối phương, hắn là sẽ không tùy tùy tiện tiện nhận lời gì cả. Ta có một đan phương, đan phương thượng cổ thất truyền. Giang chính không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Cái đan phương này, ta sẽ không bán, chỉ phân thành. Phân chia năm, năm, dược liệu thành phẩm các người phụ trách, ta chỉ cầm danh nghĩa cổ phần. Cầm danh nghĩa cổ phần, còn muốn chia năm, năm, đây chính là sư tử ngoạm A. Coi như là đan phương độc nhất vô nhị, dược sư điện cũng không phải không kiến thức qua thằng này khẩu khí cũng quá lớn đi phân chia năm năm đây là ăn cướp sao ha ha giao dịch đan phương dược sư điện chúng ta không phải là không có qua nhưng đều là bán đứt duy nhất một lần phân thành không có tiền lệ a à. hơn nữa thành phẩm chúng ta phụ trách phân chia năm năm này thật sự là như vậy đi cho tại hạ nhìn đan phương một chút được không tam điện chủ không có đem lời nói chết nhưng hiển nhiên là không quá nhiệt tình về phần đưa ra xem đan phương, cái kia cũng chỉ là xuất phát từ bản năng chức nghiệp mà thôi. chương 14, khiếp sợ dược sư điện, đan phương có thể xem, nhưng chỉ sợ các ngươi xem không hiểu. Mà thôi, cho các ngươi nhìn xem đi, dù sao pháp môn luyện chế ở trong tay chúng ta, mấy vị dược tài trọng yếu, ta cũng không có viết lên. Người muốn xem liền nhìn xem, muốn học trộm, cái kia không cần ôm ý nghĩ. Giang chính rất hào phóng vùng tờ đơn ra, khẩu khí càng mây trôi nước chảy, một bộ ổn thỏa hiển nhiên hắn đã hoàn toàn tiến vào trạng thái đối mặt cao tầng của dược sư điện cũng rất thành thạo tam điện chủ tiếp nhận đan phương liếc qua lông mày có chút nhíu một cái cái đan phương này điểm nào giống đan phương thượng cổ thất truyền gì a à? trang giấy bình thường kiểu chữ rất bình thường cho hắn ấn tượng đầu tiên là lừa đảo Người muốn nhái thượng cổ đan phương tốt xấu cũng tìm trang giấy phong cách cổ xưa a à, ghi mấy cái kiểu chữ tiên phong đạo cốt một chút a à. cái này tính toán cái gì làm giả cũng không có thành ý như vậy chẳng lẽ muốn dựa vào một khối điêu long kim bài đến gõ dược sư điện sao hai vị trưởng lão khác cũng lần lượt nhìn đan phương sắc mặt đều thập phần cổ quái nhìn lẫn nhau đều có thể từ trong ánh mắt đối phương chứng kiến hai chữ lừa đảo tam điện chủ lại cầm tờ đơn nhìn một chút khẽ trao mày thần tú tạo hóa đan cái tên này thật đúng là chưa từng nghe qua thượng cổ đan phương ngươi chưa từng nghe qua đây không phải rất bình thường sao Ngươi nghe qua, cái kia còn có thể gọi thưởng cổ đan phương sao? Giang chính lạnh nhạt nhấp một miếng trà, thuận tay đem chén trà để xuống nói. Đan phương các ngươi cũng xem qua rồi, các ngươi không nhìn được hàng, nhưng sẽ có người biết hàng. Chúng ta biết rõ tâm tư của các ngươi, đơn giản là cảm thấy trang giấy này cùng kiểu chữ thoạt nhìn quá tùy ý, là đồ giả. Mà thôi, hạ trùng không thể ngữ băng, nếu như các ngươi hiểu, không cần ta nói, nếu như không hiểu, ta nói toạc trời cũng không dùng được không nhọc phiền các ngươi cáo từ giang chính nói rất tiêu sái trong nội tâm lại bồn chồn đây là một chiêu cuối cùng rồi lạt mềm buộc chặt cố ý trang thâm trầm trang tiêu sái như nếu như đối phương không hiểu vậy hắn thật sự là không có cách nào ai hy vọng thần nông đường đan vương uyển có người có thể biết hàng cũng đừng cả vương đô lớn như vậy đan dược giới tài trí bình thường đi đầy đất có thể tuệ nhãn thức trâu một cái cũng không có a à. vẻ mặt giang chính hết hứng thú thản nhiên đứng lên, muốn đi ra ngoài. Tam điện chủ thấy hắn cao thâm mà chắc, tiêu sái không hiểu, trong nội tâm cũng có chút ít nắm lấy bất định. Đối phương đi như vậy, dược sư điện bọn hắn cũng không có địa phương thất lễ gì rồi. Theo lý thuyết bọn hắn có lẽ vui sướng tiến khách mới đúng. Thế nhưng mà tam điện chủ cảm giác, cứ như vậy để cho hắn đi rồi, tựa hồ có chút tổn thất. Ma xui quỷ khiến, tam điện chủ kêu lên, tiên sinh dừng bước, đại điện chủ cùng nhị điện chủ ít ngày nữa sẽ trở lại cái đan phương này ta không nhìn được hàng, nhưng bọn hắn. Mà thôi mà thôi, cơ hội không chờ người. Hôm nay đến dược sư điện, cũng coi như xong. Chúng ta không có thời gian chờ ngươi mấy ngày. Không thể tưởng được, dược sư điện lớn như vậy, lại không có người biết hàng, đáng tiếc đáng tiếc. Giang chính lấy lui làm tiến, tiến thêm một bước lạt mềm buộc chặt. Tam điện chủ cùng hai trưởng lão không phản bác được, đang định vui sướng tiến khách. Bỗng nhiên một tiếng hừ lạnh xuyên thấu cửa hiên, một thanh âm lạnh lùng truyền tới cái đan phương gì tự biên tự diễn lấy tới lão phu nhìn xem giang chính giật mình đang muốn mở miệng tam điện chủ kia cười nói là thuấn lão lên tiếng thuấn lão là khách khanh của chúng ta thái đầu đan dược giới ngay cả đại điện chủ cũng phải lễ kính ba phần khách khanh có thể làm chủ sao giang chính lỗ mũi chỉ lên trời nếu thuấn lão xem xét qua dược sư điện chúng ta tin được một khách khanh thậm chí có uy vọng lớn như vậy đây là khách khanh gì a à? trong nội tâm gian chính cảm thấy kỳ quái bất quá cái này lại không phải sự tình hắn muốn quan tâm đan phương được đưa tới trong một gian phòng khác một lão đầu dâu tóc bạc trắng đạo cốt tiên phong tiếp nhận đan phương liếc qua ấn tượng đầu tiên cũng như bọn người tam điện chủ bất quá sau đó lông mày hắn nhíu lại chỉ chốc lát sau cả người lâm vào suy nghĩ sâu xa đã qua hồi lâu lông mày của thuấn lão càng nhăn càng sâu thì thào tự nói trên thế giới vậy mà thực sự có đan phương như thế lão đầu ta lan lộn đan dược giới 200 năm, chẳng lẽ thật sự cô lậu quả văn. Bỗng nhiên, thuấn lão này đứng lên, đẩy cửa đi vào một hoa viên ở sau phòng. Trong hoa viên, có một thiếu nữ mặc lụa mỏng màu xanh nhạt, đứng trong rừng trúc xanh biếc, đang cho mấy con chim thức ăn. Sáng sớm có một tầng sương mù hơi mỏng bao phủ, phụ trợ ra thịt tuyết trắng của nàng như dương chi bạch ngọc. Hoàng nhi, thuấn lão kêu một tiếng, cô gái kia xoay người lại, dung mạo tuyệt mỹ như gió mắt ngân nguyệt, minh mông tuyết trắng, xinh đẹp tuyệt trần. Giữa lông mày của thiếu nữ có vài phần yêu sầu nhàn nhạt, nhạt, làm cho vẻ đẹp tuyệt mỹ của nàng, nhiều hơn tí đau khổ chi ý. Nhưng nhân gian tuyệt sắc như thế, quả nhiên là không thua tiên tử trên trời rồi. Thuấn lão, có chuyện gì sao? Thuấn lão cười nói, vừa rồi ta lấy đến một đan phương, có chút không chắc, nhờ hoàng nhi ngươi nhìn một chút. Cô gái kia nhẹ nhẹ cười cười, nụ cười này, lông mày giãn ra, mây đen tán đi, tăng thêm vài phần linh động thuấn lão không chắc chỉ sợ hoàng nhi cũng không được ta nhìn thử xem tiếp nhận đan phương hoàng nhi lại không để ý trang giấy cùng kiểu chữ mà kìm lòng không được thấp giọng hô thần tú tạo hóa đan đây là đan danh thượng cổ a càng xem phía dưới biểu lộ của hoàng nhi càng giật mình cuối cùng nàng đem đan phương nhìn lại một lần từ đầu tới đuôi cái đan phương này ta từng ở trong một bộ điển tịch chân quý xem qua nhưng không được đầy đủ bất quá tài liệu trong đó cùng tài liệu trong đan phương này lại đồng dạng không kém. Tài liệu trong biển tịch, còn không đầy đủ bằng đan phương này a à? Thuấn lão giật mình, nói như vậy, đan phương thần tú tạo hóa đan này, là thật sự. Thật hay giả, Hoàng Nhi chưa từng thấy qua đan phương nguyên vẹn. Nhưng chiếu suy đoán, 89 phần 10 là thật. Thuấn lão, cái đan phương này từ đâu được đến? Biểu lộ của thuấn lão thoáng cái sinh động, hai mắt đột nhiên sinh ra rất nhiều hào quang, bất quá tựa hồ nghĩ tới chuyện thương tâm gì, hào quang trong mắt lại từ từ thu lại. Ai, Thần tú tạo hóa đan này, dù thật sự cũng chỉ là thánh dược chữa thương cốt nhục. Đối với bệnh của Hoàng nhi ngươi, không hề có trợ giúp a. À. Vừa nói như vậy, tinh thần của Thuấn lão lập tức giảm nhiều. Ngược lại là Hoàng nhi kia lại mỉm cười, Thuấn lão, mệnh do thiên định, không thể cưỡng cầu, hết thảy tùy duyên a. À. Chương 15, thật sự phát tài một. Đan phương lại tới trước mặt đám người Tam Điện chủ, đồng thời Thuấn lão còn lạnh lùng vứt một câu. Đan phương có chín thành là thật, hơn nữa thần tú tạo hóa đan này một khi sản xuất, hiện tại đông phương vương quốc các ngươi, thậm chí quanh thân 16 nước, tất cả đan dược chữa thương, cùng nó so sánh đều là rác rưởi Sẽ bị thần tú tạo hóa đan trùng kích không còn thị trường, không người hỏi thăm. Xử lý như thế nào, tùy các ngươi a à. nhìn ra được, tùy thuấn lão này là khách khanh, nhưng địa vị lại cao cao tại thượng dược sư điện cũng phải nịnh bợ thờ phụng. Tam điện chủ choáng váng, hắn không nghĩ tới, trải qua thuấn lão kiên định, chuyện này không thể lại giả a à thậm chí có chín thành thật sự. Thật sự thì cũng thôi, thuấn lão nói càng dọa người rồi. Thần tú tạo hóa đan này vừa ra, sẽ loại bỏ hết thảy sản phẩm trên thị trường, cái này cũng quá dọa người A. À. Đây là lũng đoạn thị trường A, à. lũng đoạn thị trường mang đến lợi nhuận cách xù, hồi báo cực lớn, suy nghĩ một chút cũng khiến người run rẩy Trái lại, Giang Chính nghe thuấn lão đánh giá xong, một tảng đá trong nội tâm hoàn toàn để xuống. Ân nhân A, à, cao nhân A, à, thân nhân A, à, người biết nhìn hàng A. À giang chính sợ thuấn lão xem xét xong ném ra hai chữ rác rưởi đánh giá như vậy giang chính hắn tất phải xám xịt cút ra dược sư điện hôm nay đã có thuấn lão đánh giá lại nhìn phản ứng của đám người tam điện chủ giang chính đã biết rõ tiểu hầu ra đánh bạc đã thắng thật sự như có thần trợ giúp a à. đã nắm chắc át chủ bài tư thái của giang chính càng cao hơn cười nhạt một tiếng nói dược sư điện đã không có thái độ chúng ta cũng không lãng phí thời gian cáo từ Tiên sinh dừng bước, Tam điện chủ nóng nảy rồi. Hắn không thể không gấp, nếu như thần tú tạo hóa đan này rơi vào trong tay đồng hành, sự tình liền không ổn rồi. Theo như ý tứ của Thuấn lão, về sau không chỉ thị trường của Đông Phương Vương quốc, ngay cả quanh thân 16 nước cũng sẽ bị đan dược này chiếm lĩnh. Đây quả thực là đáng sợ, nếu để cho loại chuyện này phát sinh, Tam điện chủ cơ hồ có thể tưởng tượng, chờ sau khi đại điện chủ trở về, mình sẽ bị trách phạt thê thảm. Mặc dù chỉ là một loại đan dược chữa thương, nhưng mà từng võ giả đều cần a khối thị trường này quả thực là thiên văn sổ tự nhưng mà này còn là mua bán độc nhất vô nhị chỉ có một nhà không còn chi nhánh yên tâm thoải mái lũng đoạn thị trường cái sinh ý này mười đời cũng không gặp được một một khi bỏ lỡ thật đúng là khóc cũng không có chỗ để khóc tiên sinh có việc dễ thương lượng a chuyện này dược sư điện chúng ta là rất có thành ý như vậy đi dược sư điện ta trước dâng 10 vạn bạc làm thành ý, coi như kết giao bằng hữu như tiên sinh. Phân chia năm, năm, ta cũng có thể cả gan làm chủ, quyết định như vậy đi. Chờ bọn người đại điện chủ đến, sẽ lập tức ký tên hợp tác. Trong nội tâm Giang chính sắp cười nở hoa rồi, bất quá hắn còn nhớ rõ lời của Giang Trần. Giang Trần nói, phân chia năm, năm là điểm mấu chốt, nếu như có thể đàm được thêm nữa, nhiều ra lợi nhuận, quy Giang chính hắn. Đây không phải cơ hội đến cửa sao, tam điện chủ, cơ hội vừa rồi ta đã cho, các ngươi không kịp thời bắt lấy. Phân chia 5, 5 là chuyện vừa rồi. Hiện tại, 6, 4A, nếu không định ra, vậy liền 73 rồi. Ta tin tưởng thần nông đường, đan vương uyển coi như là 73, bọn hắn cũng sẽ nguyện ý. Đây không phải đe dọa, mà là tất nhiên. Thần nông đường cùng đan vương uyển một mực nhìn chằm chằm, muốn thay thế địa vị đệ nhất cự đầu đan dược giới của dược sư điện vương quốc. Cơ hội đưa tới cửa bực này, sao lại bỏ qua? Đan dược thành phẩm, chỉ chiếm một thành, coi như chia bảy ba, vậy cũng có hai thành lợi nhuận đến tay. Chớ xem thường hai thành lợi nhuận này, hai thành lợi nhuận lúng đoạn kinh doanh, đó cũng là con số hù chết người. Dù sao, cái đồ chơi này là có thể lúng đoạn thị trường quanh thân 16 nước. Lợi nhuận mỏng, nhưng không chịu nổi ít lãi tiêu thụ mạnh A. À. 6, 4, 6, 4, lập tức soạn hợp đồng, người đâu, trước dâng 10 vạn lượng cho vị bằng hữu này. Hiện tại tam điện chủ thật sự rất muốn quất mình, Vừa rồi vì cái gì không thể nhiệt tình một chút, vì cái gì không thể lại kiên quyết một chút chứ. Hảo hảo phân chia năm, năm thành, đào mắt liền biến thành sáu, bốn rồi. Bất qua sáu, bốn cũng không tệ, nghĩ đến tiền cảnh của sinh ý này, tam điện chủ vẫn quyết định rèn sắt khi còn nóng, không dám lại gây vị lão gia này nữa, nếu không biến thành bảy ba, sẽ phải thiếu một thành lợi nhuận. Thu 10 vạn lượng thành ý, Giang chính cảm thấy cả người bị hạnh phúc bao vây, vỗ vỗ bả vai của tam điện chủ nói tam điện chủ là người sảng khoái phân chia sáu bốn ta sáu người bốn cứ như vậy định a à. giang chính cơ hồ đã quên mình là như thế nào về đến nhà cả người đều lâng lâng dọc theo đường giống như muốn bay lên đám mây vậy hắn quá hạnh phúc quá hưng phấn rồi hưng phấn đến cơ hồ hoài nghi mình có phải đang nằm mơ hay không hôm nay mười vạn lượng trong mắt hắn đã không tính chuyện lớn rồi hợp đồng soạn xong hắn cũng nhìn rõ phân chia sáu bốn hắn nhớ tiểu hầu ra hứa hẹn trên cơ sở phân chia năm, năm, nhiều gia bộ phận, đều quy giang chính hắn. Bất quá hắn không có ký, việc này phải được tiểu hầu ra làm chủ A. Hắn một cái thuộc hạ, loại sự tình ký hợp đồng này, không có mệnh lệnh của chủ tử, là không dám ký thay. Giang chính vịn đầu ngón tay tính tính toán toán, một thành lợi nhuận này, đổi thành bạc, đầy đủ cho hắn tiêu 18 đời. Sơn chân hải vị, tiền y nộ mã, trang viên độc lập, kim ngọc đầy phòng. Giờ phút này, Giang Chính cảm thấy loại cuộc sống kia đã đập vào mặt rồi. Đàm Tiếu là quyền quý, vãng lai đều quý tộc, thê thiếp tương sự hòa thuận, con cháu cùng hưởng phúc. Loại cảnh này cũng đã hướng hắn ngoắc ngoắc, khách quen tùng hạc lâu, kim chủ xuân hồi viên, cùng vương công chung một chỗ chơi kỹ nữ, cùng đại thần ngồi chung bàn uống rượu. Tự nhiên, loại trang diện này chắc hẳn cũng sẽ không xa vời. Thời điểm hắn kích động trở lại quý phủ, chuẩn bị hướng tiểu hầu ra báo cáo tin vui, lại được cho biết tiểu hầu ra bế quan tu luyện, có chuyện gì cũng phải chờ đó. Giang chính lơ đánh, giờ phút này cả người hắn đều bị vui sướng bao quanh, dứt khoát không đi, ngồi ở trước cửa phòng tiểu hầu ra bế quan, trung thành và tận tâm hộ vệ. Sau khi ngồi xuống, tâm tình của hắn còn không có ổn định. Hồi tưởng tiểu hầu ra trước kia làm đủ loại, lại nghĩ tới tao ngộ thần kỳ hôm nay. Giang chính nhịn không được hoài nghi, chẳng lẽ tiểu hầu ra một mực giả heo ăn thịt hổ. Trước kia những hành vi hoàn khố kia là khảo nghiệm đối với ta là bày ra yếu thế cho địch nhân xem. Chương 16, thật sự phát tài hai, bất kể là giả heo ăn thịt hổ hay là thật có thần linh phó thác, Giang Chính đều rõ ràng ý thức được, trước kia mình ý chí dao động là phi thường không đúng. Hắn biết rõ, dù tiểu hầu ra cái gì cũng sai, có đan phương này, đó cũng là tiền đồ vô lượng. Hắn với tư cách quản gia của tiểu hầu ra, nếu như không thể theo sát bộ pháp của tiểu hầu ra, cái kia quả thực là 10 phần sai. Trước kia là ta hồ đồ, ta vậy mà muốn bỏ gánh may mắn tiểu hầu gia còn tin giang chính ta về sau ta phải hảo hảo làm việc được mất nhất thời tính toán cái gì tiểu hầu gia không ra tay thì thôi vừa ra tay là đại thủ bút xem ra tiểu hầu gia không phải phàm nhân a à. trong đầu giang chính chuyển vô số ý niệm nhưng ý nghĩ kiên định nhất là về sau phải đi theo tiểu hầu gia núi đao biển lửa lông mày cũng không nhăn một tôi tớ đi theo chủ tử không phải là vì vinh hoa phú quý sao tiểu hầu ra tùy tùy tiện tiện ra tay, đã đưa hắn thiên đại phú quý. Giang chính càng nghĩ càng cảm thấy huyết khí cuồn cuộn, sau khi về nhà, cũng có địa vị, cũng có thể dạy thê tử trong nhà, ánh mắt không nên thiển cận như vậy rồi. Giang chính ta cần gì cùng quản gia chư hầu khác so sánh. Bọn hắn phú quý nhất thời, hiển hách nhất thời tính là cái gì? Cộng lại có thu hoạch như ta lúc này sao? Giang chính ở ngoài mật thất mặc sức tưởng tượng lấy hạnh phúc, nhưng Giang Trần ở trong mật thất, lại bắt đầu hành trình tu luyện lần thứ nhất kiếp trước kiếp này của hắn. Không thể không nói, tiền nhiệm Giang Trần ở phương diện tu luyện, quả nhiên là cực phẩm trong lười biếng. Thiên phú tài tình, ở trong truyền nhân 108 lộ chư hầu, tuyệt đối được cho là nhất lưu. Thế nhưng mà luận trình độ cố gắng dụng tâm, lại là chót nhất lưu. Tiểu tử này, quả nhiên là nhất đẳng hoàn khố A. Có thiên phú tốt, lại không công dày xéo. Giang Trần đối với tiền nhiệm có chút bất mãn, phân chia võ đạo ở thế giới này, lại từ tu luyện chân khí cất bước. Trong thế giới này, võ đạo thường thức là, trong cơ thể con người chất chứa 12 đạo yếu huyệt, quán thông 12 kinh mạch. Mỗi đả thông một yếu huyệt, liền có thể mở ra một đạo kinh mạch, cô động một trọng chân khí. Cho nên, chân khí cảnh tổng cộng có thập nhị trọng. Nhưng mà, tại Đông Phương Vương Quốc, có thể đả thông 12 đạo yếu huyệt, quán thông 12 kinh mạch, đạt được 12 mạch chân khí, một cái cũng không có. Cho nên, tại tu luyện giới, có hai câu nói như thế này, chân khí thập nhị trọng, phân chia xà cùng long. Một võ giả, là long là xà, phải xem hắn có thể đánh ra mấy yếu huyệt. Nói chung, đã thông ba cái tính toán hợp cách, ba mạch chân khí, xưng là sơ bộ chân khí cảnh. Loại người này, cơ bản so với người bình thường lợi hại hơn một ít, tòng quân chiến tranh, giữ nhà hộ viện, vẫn là có thể. Nếu có thể vượt qua ba cái, trong vòng lục mạch chân khí, liền tính toán là trung giai chân khí. Loại võ giả cấp bậc này, ở trong võ giả địa vị tương đối cao, bất kể là tòng quân hay là làm ngành sản xuất khác, đều có thể đạt được địa vị không tệ. Về phần lục mạch chân khí trở lên, trong vòng cửu mạch chân khí, cái kia chính là cao giai chân khí cảnh rồi. Cao giai chân khí cảnh, số lượng cực nhỏ, một khi trở thành cao giai chân khí cảnh cường giả, ở trong phạm vi toàn bộ Đông Phương Vương quốc cũng có thể được cho là một nhân vật. Mà ngoài cửu mạch, là chân khí đại sư, tồn tại giống như Phượng Mao Lân Giác. Toàn bộ Đông Phương Vương quốc cũng giải rác không có mấy. Tu luyện tới ngoài cửu mạch chân khí, sẽ bị tôn xưng là chân khí đại sư, thiên tài võ giả. Đương nhiên, chân khí thập nhị trọng, cuối cùng chỉ là trụ cột võ đạo. Đương nhiên, tại chân khí cảnh, cường thịnh hơn nữa cũng chỉ là võ giả cấp chân khí. Nếu không thể chân khí hóa linh, võ đạo chi lộ cuối cùng là hoa trong gương, trăng trong nước. 200 tuổi vừa đến, hết thảy đều là phù vân. Cho nên, lại hướng lên, thì có hai câu nói, chân khí không hóa linh, cuối cùng là đầu trùng. Trước sau hợp lại là bốn câu 20 chữ, chân khí thập nhị trọng, phân chia xà cùng long, chân khí không hóa linh, cuối cùng là đầu trùng. Cái gì gọi là hóa linh, là tu luyện chân khí đến cực hạn, mở linh hải, đem chân khí hóa thành linh khí, mượn lực lượng thiên địa, hóa thành linh lực vô thượng. Một khi chân khí hóa linh, chính là nhảy ra võ đạo gông cùng xiềng xích, tiến vào linh đạo. Linh đạo cường giả, trở tay làm mưa, Hồ phong hoán vũ, chuyển núi lấp biển. Tục truyền, 10 chân khí đại sư hợp lực, cũng ngăn không được linh đạo cường giả tiện tay một kích. Không chút nào khoa trương nói, tiến vào linh đạo, mới thật sự là kim lân hóa rồng, một bước lên mây. Đông phương vương quốc, trong truyền thuyết, có một linh đạo cường giả như vậy, nhưng luôn bế quan, vô cùng thần bí. Ngay cả quốc quân ở trước mặt hắn, cũng phải tự xưng vãn bối, lễ kính ba phần. Thú vị nhất chính là, tại tu luyện giới, linh đạo tuy rất ít vào đời, nhưng dù sao cũng có một ít, thế nhưng mà đỉnh cấp chân khí đại sư, lại cơ hồ không có. Cái gì gọi là đỉnh cấp chân khí đại sư, là thiên tài mở ra 12 yếu huyệt, quán thông 12 đạo kinh mạch. Loại thiên tài này, đông phương vương quốc từ trước tới nay, chưa từng sinh ra một cái. Thậm chí trong lịch sử toàn bộ 16 nước quanh thân, cũng chưa từng có. Chân khí đại sư 12 mạch, so với linh đạo cường giả còn hy hữu. Về phần 10 mạch, 11 mạch, ngược lại là từng vương quốc đều có mấy cái. Nhưng chẳng biết tại sao, chân khí đại sư 12 mạch lại một cái cũng không. Theo lý thuyết, tu luyện tới 11 mạch chân khí, hoàn toàn có thể không ngừng cố gắng, tranh thủ mở ra 12 đạo yếu huyệt. Thế nhưng mà pháp tắc tu luyện là tàn khốc như vậy. Cũng có một ít thiên tài, tu luyện tới 11 mạch chân khí xong, đau khổ truy cầu 12 mạch đại viên mãn, cuối cùng không thu hoạch được gì, ngược lại làm trễ nãi thời cơ tốt nhất trùng kích linh đạo. Căn cứ quy tắc của tu luyện giới, chân khí hóa linh, Trước 30 tuổi là hy vọng lớn nhất. Trước 40 tuổi, xác suất sẽ rút lại một nửa. Đến 50 tuổi, vậy thì tuyệt không có khả năng. Cho nên, sau khi tu luyện tới 11 mạch chân khí, nếu như không nắm chặt thời gian hóa linh, một khi số tuổi vượt qua, sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội hóa linh. Tu luyện tới 12 mạch đại viên mãn, cuối cùng cũng là chân khí cảnh, tuổi thọ sẽ không vượt qua 300. Thế nhưng sau khi hóa linh, tuổi thọ có thể trực tiếp thêm đến 7, 800, thậm chí hơn 1000. Võ đạo chi lộ không thể nghi ngờ sẽ tăng rất nhiều cơ hội. Cho nên, chân khí đại sư tu luyện tới 10 mạch, 11 mạch đều gặp phải loại lựa chọn này. Tiếp tục thăm dò 12 mạch chân khí hay là nắm chặt cơ hội hóa linh? Chương 17, đột phá, 4 mạch chân khí 1. Đây là một lựa chọn gian nan, bất quá đại bộ phận chân khí đại sư, lý trí sẽ chiến thắng xúc động, lựa chọn hóa linh. Tuy xác suất hóa linh thành công cũng rất thấp, nhưng mà so với thăm dò 12 mạch chân khí đại viên mãn hư vô mờ mịt, thì tốt hơn nhiều a. À. Một khi hóa linh thành công, chỉ cần là tuổi thọ cũng đã vượt qua bất luận hấp dẫn gì. đương nhiên, Giang Trần hôm nay căn bản không có thời gian đi cân nhắc những thứ này. Dùng điều kiện thân thể của hắn hiện tại với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là hoa trong gương, trăng trong nước, tạm thời còn xa xa không cần đi cân nhắc. Hôm nay hắn đối mặt vấn đề là tận khả năng tăng thực lực lên, nghênh đón tiềm long thi hội sắp đến. Nếu ngay cả khảo hạch trụ cột cũng qua không được thì tư cách giáp trục tiềm long thi hội cũng lấy không được, bước đầu tiên sau khi chuyển sinh, không khỏi cũng quá buồn bực đi. Giang Trần từ 6 tuổi bắt đầu tu luyện, hôm nay đầy 15 tuổi, 7-8 năm đi qua, mới mở ba đạo yếu huyệt, cô động ra ba mạch chân khí. Nếu như là hài tử người nhà bình thường, có ba mạch chân khí, kia ít nhất cũng trở nên nổi bật rồi. Thế nhưng hắn là chư hầu chi tử, ngập lấy chìa khóa vàng sinh ra. Huyết mạch tốt, tài nguyên nhiều, thiên phú tốt, tu luyện 7-8 năm, mới chỉ ba mạch chân khí, quả nhiên là kém đến không thể lại kém. Lại nói tiếp, Giang hãn Hầu bao che khuyết điểm, thật sự là quá thương con A. À. Giang Trần than nhẹ cười cười, cũng không huệ hoài, chân khí thập nhị trọng, ha ha, nếu như ta nhớ không lầm, loại tu luyện cơ sở này, chỉ là tu luyện tiểu chu thiên chi đạo. Ở trong pháp môn tu luyện, là tồn tại thấp nhất A. Ta kiếp trước trưởng quản thiên lang thư huyền, duyệt tận chư thiên cùng các loại vị diện phàm tục. Hôm nay chuyển sinh, có thể nào tu luyện pháp môn Tiểu Chu Thiên? Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng thực tế thì tàn khốc. Hôm nay Giang Trần hắn có càn khôn, Chư Thiên pháp môn đầy bụng, thế nhưng mà dùng trụ cột của bộ thân thể này, cũng chỉ có thể tu luyện pháp môn Tiểu Chu Thiên a. Nếu vừa ra tay liền tu luyện Chư Thiên đại pháp môn, dùng tư chất của bộ thân thể này, chỉ sợ tu luyện tới chết cũng tu luyện không ra trò gì. Giang Trần có chút buồn bực, như vậy không khác nào nhìn sơn chân hải vị đầy bàn, hắn chỉ có thể ăn dưa muối với cơm. Bất quá giang trần cũng không có uể oải hắn biết rõ tu luyện chi đạo chăm sông đổ về một biển phạm tục vị diện vẫn có nhiều thiên tài phá tan gông cùng xiềng xích tiến vào chư thiên vị diện thời điểm bọn hắn cất bước lúc đó chẳng phải cũng là tiểu chu thiên pháp môn sao ta nhập ra tùy tục nhưng có thể căn cứ tiểu chu thiên pháp môn làm ra một ít cải thiện cùng điều chỉnh giang trần rất tự tin sau khi hắn nghĩ thông suốt cả người liền rộng mở trong sáng ha ha mới vừa rồi là ta nghĩ quá nhiều ta vừa đến thế giới này liền muốn phá vỡ pháp tắc tu luyện ở đây đây không phải là nói dẫn sao tuy ta không thể tu luyện chư thiên đại pháp môn nhưng này chỉ là chân khí cảnh ta có vô số thủ đoạn có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện gắng sức đuổi theo không phải là được sao muốn nói dùng bộ thân thể này tu luyện chư thiên đại pháp môn giang trần thực là không có cách nào nhưng mà tu luyện tiểu chu thiên pháp môn ở trong chân khí cảnh phương pháp mà giang trần có thể xử lý liền nhiều lắm xác thực như hắn nghĩ Tại chân khí cảnh, biện pháp của hắn rất nhiều. Tên ngu mốc này, khó trách chân khí của hắn yếu như vậy. Ba ngày câu cá, hai ngày nằm lì trên giường, làm sao chân khí có thể tinh tiến? Còn có, tiết tấu hắn vận chuyển chân khí, cũng cực kỳ không đúng. Pháp môn thổ nạp, càng là dám chó không kêu A. À. Thương thiên A, à, cái thằng này trước kia đến cùng có tốn tâm tư ở trên việc tu luyện hay không? Trình tự chân khí vận chuyển thậm chí có thời điểm lầm lỗi, thật sự là hiếm thấy. Buồn cười buồn cười, nói mở 12 đạo yếu huyệt, nhưng võ giả của thế giới này, vậy mà không có phương pháp định vị yếu huyệt, còn cần thăm dò. Giang Trần tùy ý vận chuyển chân khí mấy lần, liền phát hiện một đống lớn vấn đề. Buồn cười nhất chính là, võ giả của thế giới này tu luyện, mỗi mở một cái yếu huyệt, vậy mà đều thập phần khó khăn, cần tầng tầng lục lọi. Tuy trong cơ thể từng võ giả, yếu huyệt phân bố không giống, không có quy tắc noi theo, nhưng mà, pháp môn định vị yếu huyệt, chẳng lẽ thế giới này không có một loại sao? Giang Trần tùy tiện ở trong kho trí nhớ tìm tòi thoáng một phát, tìm ra 4 năm loại pháp môn định vị yếu huyệt. Nhưng Giang Trần lại không biết, hắn tùy tùy tiện tiện từ trong kho trí nhớ tìm ra những pháp môn này, nếu như truyền đi, toàn bộ vị diện sẽ oanh động cực lớn. Ai, nguyên lai ta chuyển sinh ở vị diện này, quả nhiên là rất yếu, yếu đến tầng dưới chót nhất ha. Giang Trần đối với tình cảnh ở kiếp này, lại có thêm nhận thức. Ít nhất, ở điền tịch tu luyện, là vô cùng cần cỗi. Có lẽ, đây chỉ là tu luyện giới của Đông Phương Vương quốc quá yếu. Còn có rất nhiều lĩnh vực càng mạnh hơn nữa. Hắn không có ý tứ khinh thị, ngay cả Đông Phương Vương quốc, hắn cũng không có tư cách khinh thị. Dù sao, trên lý luận hắn là đầy bụng càn khôn, thế nhưng mà tu vi thực tế, hiện tại đi đến đường cái của Vương Đô, tùy tùy tiện tiện một võ giả cũng có thể nghiền ép hắn, như giết chết một con kiến. Lúc trước tìm ra một đống lớn vấn đề, Giang Trần tiến hành cải thiện từng cái. Dẫn động ba đường kinh mạch, ba đạo chân khí, bắt đầu tuần hoàn trong người. Mới đầu, Giang Trần còn có chút cảm giác không lưu loát, khống chế chân khí hơi cố hết sức. Sau khi đi mấy tiểu chu thiên, khống chế ba đạo chân khí, dĩ nhiên là cưới xe nhẹ đi đường quen rồi. Mới đầu, chân khí du động như con run chui bùn, tốc độ thật chậm. Theo tiểu chu thiên tuần hoàn xâm nhập, tốc độ càng chạy càng nhanh. Đột nhiên, ba đạo chân khí hướng một chỗ trong cơ thể ẩm ẩm phóng đi. Tựa như ba đạo hồng thủy vượt ải, sông phá đê đập. Một cảm giác sảng khoái để cho người cơ hồ nhịn không được muốn gọi ra, để cho toàn thân Giang Trần thản nhiên, một cỗ nhiệt huyết sông tới ót, để cho cả người hắn như muốn bay lên. Đạo nhiệt lưu kia ở chỗ hình thành hóa thành khí xoáy, theo kinh mạch, như là xuân phong hóa vũ, lập tức ở trong cơ thể hắn mở ra một kinh mạch mới. Đạo chân khí yếu huyệt thứ tư, giải khai, bốn mạch chân khí, không thể không nói, bộ thân thể này thiên phú vốn cũng không tệ. Giang Trần thông qua trí nhớ, đem tiền nhiệm tu luyện sai lầm cải thiện, hiệu quả là dựng xào thấy bóng. Vốn là ba mạch chân khí đáng thương, lập tức tấn thăng làm bốn mạch chân khí. Mà Giang Trần Hắn, cũng từ sơ dai chân khí, một bước bước vào hàng ngũ trung dai chân khí. Ha ha ha, cảm giác tu luyện, nguyên lai like tốt như vậy. chương 18, đột phá, bốn mạch chân khí 2. Giang Trần bước ra một bước này, kiếp trước kiếp này các loại ý niệm đan sen, ùn ùn kéo đến, trong lúc nhất thời tâm tình khó có thể bình tĩnh. Quá không dễ dàng, kiếp trước thân là thiên đế chi tử, lại bởi vì thái âm chi thể không cách nào tu luyện. Đợi trăm vạn năm, chờ đến hạo kiếp, nghênh đón chuyển sinh, đã lấy được tư cách tu luyện. Ở trong đó ngọt bùi cay đắng, để cho Giang Trần làm sao có thể không chăm mối cảm xúc ngổn ngang. Giang Trần giờ phút này, tựa như thượng cổ thao thiết, đối với tu luyện tràn đầy khát khao, tham lam. Sau khi vững chắc bốn mạch chân khí, hắn lựa chọn một môn pháp môn tên là chân huyệt cộng chấn, rất nhẹ nhàng liền định vị đến yếu huyệt thứ năm. Đương nhiên, Giang Trần cũng biết, định vị yếu huyệt thứ năm không khó, nhưng mà xung phá yếu huyệt này, đạt được năm mạch chân khí, lại không có đơn giản như vậy. Căn cơ bất ổn, chân khí không tinh khiết, kinh mạch thứ tư vừa mở không có trải qua rèn luyện, tuyệt đối không chịu nổi trùng kích cường độ cao. Nếu như một mặt cầu nhanh, tổn thương kinh mạch, vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất. Cho nên, bước tiếp theo là đánh bóng bốn đường kinh mạch, vận dụng tốt bốn mạch chân khí đã có. Về phần thủ đoạn đánh bóng kinh mạch, Bất kể là pháp môn tu luyện hay là linh dược rèn luyện, hắn đều có rất nhiều loại biện pháp, có thể so với người khác nhanh gấp 10 gấp trăm lần. Đây chính là ưu thế của Giang Trần hắn, đây là ưu thế mà bất luận thiên tài gì đều kém. Thiên tài, cái thế giới này, có thiên tài gì, có thể so sánh thiên đế chi tử càng thiên tài. Không nghĩ tới, pháp môn chân huyệt cộng chấn này, quả nhiên có thể định vị yếu huyệt. Ta còn lo lắng tình huống từng vị diện bất đồng, phương pháp này không có hiệu quả. Xem ra, tu luyện chi đạo, quả nhiên là trăm sông đổ về một biển. Giang Trần thoáng có chút tự đắc, hắn biết rõ, chỉ là pháp môn chân huyệt cộng trấn này, thì có thể cho hắn vượt lên đầu một đống thiên tài. Dù sao, thiên tài võ giả của thế giới này, mỗi mở một yếu huyệt, quán thông một đường kinh mạch, đều cần minh tưởng, cần thăm dò, cần cảm ngộ. Mà hắn, lại có thể thông qua pháp môn không thuộc về vị diện này, trực tiếp định vị yếu huyệt. Này bằng với nói, hắn so với người khác có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Quả nhiên, thiếu thốn pháp môn tu luyện, trực tiếp hạn chế võ giả phát triển. Giang Trần hơi có chút cảm khái, thiên tài là không phân biệt được vị diện, nhưng mà điều kiện tu luyện lại có phân chia cao thấp. Tài nguyên, điển tịch tốt, có thể tiết kiệm bao nhiêu thời gian cho những thiên tài kia. Thiếu đi bao nhiêu đường quanh co, như vậy tưởng tượng, Giang Trần đối với võ đạo tương lai lại nhiều ra vô số tin tưởng. Đi ra mật thất tu luyện, đã gần hoàng hôn rồi. Giang Trần tu luyện, là qua suốt năm canh giờ, cái này nếu truyền đi, tuyệt đối là đại tin tức của hầu phủ. phải biết rằng, giang trần trước kia, thời gian tu luyện dài nhất, một lần cũng sẽ không vượt qua hai canh giờ. ô, giang chính, người ở nơi này làm gì? đẩy cửa ra, giang trần chứng kiến giang chính đang ngồi ở cửa ra vào, hơi có chút ngoài ý muốn. tiểu hầu ra, việc vui lớn a? À. giang chính không phải người thiếu kiên nhẫn, thế nhưng mà hắn từ buổi sáng ngồi đến hoàng hôn, một bụng vui sướng không người chia sẻ. lúc này rốt cuộc đợi đến giang trần xuất quan tự nhiên là mừng rỡ. Đừng kích động, Giang Chính, chút chuyện như vậy, ngươi liền thiếu kiên nhẫn. Giang Trần cười ha ha, hắn biết rõ, Giang Chính đi dược sư điện, xem ra là đã hoàn thành sự tình. Tiểu hầu ra quả nhiên là thần cơ diệu toán, người dược sư điện kia trước ngạo mạn sau cung kính. Cuối cùng còn không phải ngược lại cầu ta. Hơn nữa, Giang Chính mặt mày hớn hở, vô cùng hưng phấn. Giang Chính, những chuyện nhỏ nhặt này nói sau, những dược liệu ta muốn đâu. Ở đây, đều ở đây. Trong nội tâm Giang Chính càng bội phục rồi, không hổ là tiểu hầu ra, sinh ý lớn như vậy, ở trong miệng hắn lại là những chuyện nhỏ nhặt này. Người an bài thoáng một phát, để cho hạ nhân chuẩn bị một cái thùng gỗ lớn, cộng thêm mấy vạc nước trong đến mật thất. Giang Trần phân phó xuống dưới, thuộc hạ đi làm ngay, không thể không nói, Giang Chính làm quản gia, xác thực là một hảo thủ. Sự tình Giang Trần phân phó xuống dưới, không đến nửa canh giờ, hắn liền làm thỏa đáng. Được rồi, Giang chính, người về trước đi, sáng sớm ngày mai tới đây nghe ta phân công, sự tình đan phương, đến lúc đó lại hướng ta báo cáo. Nói thật, ở trong mắt Giang Trần, thần tú tạo hóa đan chẳng qua là thuận tay mà thôi, đơn giản chính là vì giải quyết khủng hoảng kinh tế thoáng một phát. Trên thực tế, thần tú tạo hóa đan cũng tốt, mang đến hiệu quả và lợi ích kinh tế cũng tốt, hắn căn bản không có để vào mắt, Giang Trần trí không ở chỗ này. Lấy được những dược liệu này, sự tình liền dễ làm. Thông qua một đêm rèn luyện, đòn trưởng mang tới thương thế, trên cơ bản có thể tốt thất thất bát bát. Những linh dược này đều là nguyên vật liệu chế tác thần tú tạo hóa đan, tuy căn cơ trước mắt của Giang Trần còn không cách nào luyện chế ra thần tú tạo hóa đan. Nhưng mà thông qua một ít thủ đoạn, để cho những nguyên vật liệu này tổ hợp, đạt tới 3-4 phần hiệu quả của thần tú tạo hóa đan, lại đầy đủ. Đêm đó, Giang Trần dùng dược vật rèn luyện, đồng thời dẫn đạo bốn mạch chân khí không ngừng chữa trị thương thế trong cơ thể. Một đêm thời gian, lặng yên mà qua. Sáng sớm hôm sau, Giang Trần mở mắt, đôi mắt sáng chấp động tầm đó, nhưng lại nhiều thêm vài phần tinh thần phấn chấn mà trước kia không có. Đứng dậy, giãn ra gân cốt, toàn thân tràn đầy một loại lực lượng bạo tạc. Dược lực ba bốn thành của thần tú tạo hóa đan, cũng đầy đủ thần kỳ rồi, để cho thương thế của Giang Trần tốt tám chín thành, hơn nữa mở ra kinh mạch thứ tư, bốn mạch chân khí đánh bóng thân thể, khiến cho thân thể của hắn trong vòng một đêm tăng lên nhiều bậc thang. Giang chính sáng sớm đã tới, cả người tinh thần vô cùng phấn chấn vừa nghĩ tới ngày hôm qua sau khi về nhà trọng trấn phu cương giáo huấn lão bà cúi đầu nhận lầm sau đó ở trên giường càng là đại triển hùng phong trong nội tâm cực kỳ vui sướng nhưng khi hắn nhìn thấy giang trần từ trong phòng đi ra lại sợ ngây người tiểu hầu giang ngươi ngươi giang chính kinh ngạc lại tìm không thấy từ phù hợp để hình dung bởi vì ở trên người giang trần phát sinh biến hóa quá rõ ràng rồi giang trần trước kia cả lơ phất phơ có đôi khi ngang ngược có đôi khi uể oải không phấn chấn, nói ngắn lại là không có chính hình. Nhưng mà hôm nay, diện mạo của tiểu hầu ra lại rực rỡ hẳn lên. Khí chất cả người, tựa như một thanh lợi kiếm từ trong lò luyện ra, tràn đầy mũi nhọn. chương 19, mua dược tạo phong 31, Giang Chính, chuẩn bị ngựa, ta muốn đi ra ngoài. Vâng, Giang Chính vui vẻ nói, trước kia cảm thấy làm chân chạy cho tiểu hầu ra là khổ sai, thế nhưng mà từ ngày hôm qua bắt đầu, hắn đã có nhiệt tình. Sau khi đi ra ngoài, Giang Chính mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tiểu hầu ra, chúng ta đi đâu? Đương nhiên là dược sư điện. Giang Trần cười ha ha, huy động roi ngựa, dục ngựa lao nhanh. Hôm nay hắn có thể nói là tâm tình thật tốt, đừng làm quan rộng mở a. À. Ô, tiểu hầu ra, chờ thuộc hạ, chờ Giang Chính kịp phản ứng, Giang Trần đã chạy mất bóng. Kiến trúc dược sư điện rộng rãi, một lát sau liền hiện ra trước mắt Giang Trần. Thời điểm Giang Trần xuất hiện ở cửa ra vào dược sư điện, khách hàng ra ra vào vào, cả đám đều tựa như nhìn thấy quỷ. Giang Trần tốt xấu là nhi tử một phương chư hầu, tại vương đô vẫn còn có chút danh khí. Mà hắn ở thánh điện phóng rắm, lại để cho hắn hai ngày này thành nhân vật nổi tiếng toàn bộ vương đô. Tại tế thiên đại điển đánh rắm, Giang Trần này coi như là cực phẩm rồi. Cho nên hai ngày này, Giang Trần đã bị truyền xôn xao, trở thành đại danh từ hiếm thấy.